Rồi và chia sẻ lại giúp em nha. Lúc nãy em vào mạng nó bị lộn quá nên là nó hơi yếu. Bây giờ mấy chị xem được chưa? Lúc nãy em vào là lộn mạng á. Nhầm mạng á mấy chị, nó bị mờ, nó bị yếu. Rồi và lại chia sẻ giúp em nha. Em vào mạng khác luôn nè mấy chị. Rồi bây giờ thấy rõ rồi thì mấy chị ơi chia sẻ giúp em đi nhanh nhanh rồi em like cho mấy chị xem luôn. Hôm nay like áo hàng len siêu tuyển nha mấy chị ơi, len siêu tuyển hàng của Nhật nha. Len của Nhật rất là mịn luôn mấy chị, rất là dày dặn luôn nè, mấy chị thấy một cái siêu phẩm như thế này không? Đó, một cái siêu phẩm như thế này luôn này đó. Rồi chia sẻ mạnh mạnh tay giúp em nha, chia sẻ đông người xem lên giúp em rồi em like cho mấy chị yêu xem luôn nè. Giờ rõ rồi đúng không mấy chị ơi? Giờ rõ rồi đúng không? Chia sẻ vào các nhóm các hội giúp em nha. Chia sẻ mới bán đồng giá 60k nha mấy chị yêu ơi, em bán rẻ cho mấy chị là mấy chị phải chia sẻ lại giúp em nha. Em bán rẻ cho mấy chị là mấy chị phải chia sẻ lại giúp em nha. Hello bẹp bà nè. Rồi chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu ơi, chia sẻ đóng một xem lên giúp em đi rồi em like cho mấy chị yêu xem nha. Hôm nay là bán lên siêu tuyển giá chỉ 60k thôi nha mấy chị. Giá chỉ 60k thôi nha, rất là rẻ luôn nè. Rồi mấy chị chia sẻ giúp em nha, với điều kiện mấy chị phải chia sẻ cho em nha mấy chị yêu ơi. Hồi nãy em nói như cỡ 9 giờ cho mẹ như có khách rầu, cho 10 giờ 10 rưỡi thì không kịp, 11 giờ bắt đầu em ra nhà hàng rồi mà. 10 giờ 10 rưỡi rồi làm tấp tay nữa không kịp, như coi thử chấm chấm lực nào sớm hơn xíu không được. Rồi chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu ơi, đăng một xem giúp em nha, em like cho mấy chị yêu xem nha. Like hàng áo len chỉ có 60k thôi nè, 60k thôi nha mấy chị yêu ơi. Đêm trước em bán rất là chạy luôn á chị đó. Rồi chia sẻ giúp em nha, hello Mỹ Hoan nè. Rồi chia sẻ giúp em nha, hôm nay em like áo len siêu tuyển giá trị 60k thôi nha mấy chị. Mấy chị thấy một cái siêu phẩm nè. Trời, chán thì bây giờ em dặn như trước cái đầu. Cứ kêu dặn dặn như trước mà không dặn ngày ấy. Giờ nó khách nó đặt lịch trước rồi. Đây mấy chị yêu ơi, một cái siêu phẩm màu cam rất là đẹp luôn nè. Giá của nó chỉ có 60k thôi nha mấy chị yêu ơi, chia sẻ cho em nha. Em bán giá rẻ mà em bán giá rẻ là mấy chị phải chia sẻ cho em nha mấy chị yêu ơi. Đó, em bé giá rẻ mà chị phải chia sẻ cho em nha. Một cái len màu cam này, thổ cẩm rất là xinh luôn nha. Dạ, 10 giờ thì không kịp. Không kịp cùng chị ra nhà hàng nữa. Đây mấy chị yêu ơi, một cái len màu cam rất là xinh luôn nè. Cái này là len của Nhật nha mấy chị. Hàng len của Nhật mấy chị thấy không? Đó, rất là đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Hàng len rất là mịn màng luôn. Em vừa bấm kiện này mấy chị thấy không? Đó, một nguyên một bấm kiện mấy chị thấy không? Chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Chia sẻ đóng vừa xem lên giúp em nha. Một cái đóng kiện mấy chị thấy em vừa bấm ra là em vừa like. Là em like cho mấy chị liền luôn nha. Đó, like lúc đầu luôn. Lúc đầu em bán chị 60k thôi. Với điều kiện mấy chị phải chia sẻ cho em nha mấy chị yêu ơi. Em bán lúc đầu chỉ 60k thôi, với điều kiện mấy chị phải chia sẻ cho em nha. Rồi hello mấy chị, đây một cái kem siêu phẩm này mấy chị yêu ơi, ở trên là nó pha thổ cẩm rất là đẹp luôn, cái len của nó mấy chị thấy không, rất là mịn luôn nha mấy chị. Giá chỉ 60k thôi nè. Ai comment giúp em là đồng giá 60k khi đã chia sẻ đây mấy chị, để em ghim đi mấy chị, ai comment giúp em đi. Rồi đây, ai là cái này thì chốt cho em số 1 đi ạ. À. Số 1 kèm với số điện thoại giúp em một cái len siêu phẩm đầu tiên là mấy chị yêu ơi. Giá chỉ 60k thôi nè, giá chỉ 60k thôi nha. Hello Bích Hân Nguyễn nè. Bích Hân Nguyễn ghim giá cho em bé đi Bích Hân Nguyễn ơi. Đồng giá 60k khi đã chia sẻ đi. Một cái len đầu tiên này mấy chị yêu ơi, chắc rất là đẹp luôn. Cái này rất là đẹp mấy chị ơi. Nem ngó em hối hận về. Toàn bé siêu phẩm nha mấy chị, không có ém một cái nào hết. Nem này chắc ém vài cái. Em phải có thể cái kiện này rất là nhiều cái đẹp luôn á chị. Kiện này rất là nhiều cái đẹp luôn. Rồi đây một cái len siêu phẩm đầu tiên này, giá của nó chỉ 60k thôi nè. 60k một cái len như thế này thôi nha. Đó, lấy thì chốt cho em mã số 1 kèm số điện thoại giúp em. Mã số 1 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi, một cái len này. Len màu kem rất là đẹp luôn, len Nhật nha mấy chị yêu. Len Nhật nha. Rồi ai lấy cái này chốt cho em mã số 1 kèm số điện thoại giúp em. Len này tầm 58 cái lại vừa. Len này mấy chị.
Nó dễ mặc lắm. Tầm 58 cái loại vừa, em 53 cái mặc ok luôn nè. Len này tầm 58 cái loại vừa nha. Lá cái màu cam này chốt cho em mã số 1 kèm số điện thoại nha mấy chị yêu. Lá cái này chốt cho em mã số 1 kèm số điện thoại nha. Một cái len cam siêu phẩm rất là đẹp luôn nè. Lá cái len cam này lấy chốt cho em mã số 1 kèm số điện thoại giúp em. Chốt cho em cái này đi mấy chị yêu ơi, này xinh quá, không chốt rất là uổng. Không chốt em bán siêu phẩm đó nha mấy chị. Em bán đầu like rất là rẻ cho mấy chị luôn nè. Em bán cái siêu phẩm đầu like rất là rẻ cho mấy chị, là chị sớm có kem luôn nha mấy chị ơi, nó mới lên kem luôn. Chị có việc là nó hơi nhanh bởi vì em mới bấm kiện ra nha mấy chị tháo quý không có kiện rồi nè. Em vừa bấm kiện ra em chưa lựa được cái nào luôn á. Là em like cho mấy chị yêu luôn nha. Rồi ai chốt cái này dưa cho em mã số 1 kèm số điện thoại giúp em. Rồi Hà Phạm chốt số 1 cho xin số điện thoại nha. Giá bao nhiêu? Dạ bị đồng giá 60k nha, đồng giá 60k nha. Em like áo len đồng giá 60k thôi này đó. Rồi chị Hà Phạm chốt cái len cam này cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Chốt cái số 1 này cho em xin số điện thoại nha. Chốt cái siêu phẩm này rất là đẹp luôn á. Chị Hà Phạm cho em xin số điện thoại đi chị đó chị ơi. Chị Hà Phạm chốt cái số 1 cho em xin thông tin địa chỉ đi. Đây nữa đó mấy chị ơi. Rồi ok Hà Phạm nè. Em chốt cái số 1 cho chị Hà Phạm nha. Chung mình ấy đi nó bay cái đó bằng đây luôn. Rồi là mấy chị yêu ơi, một em số 2 đây. Chốt cái đó cho Hà Phạm đi cô. Hà Phạm có số thôi. Đây mấy chị yêu ơi, nó dễ thương cực kỳ luôn á. Này chắc của nó đi mấy chị thấy không? Anh nè, rất là mịn luôn, rất là đẹp, rất là dày luôn á. Cái này tầm 58 cái luôn nha mấy chị. Bởi vì nó nhưng mà mẹ rộng rộng thế này dễ thương nha. Chốt cái này số 2 kèm số điện thoại giúp em. Chốt cái áo này số 2 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi. Chốt cái này số 2 kèm với số điện thoại giúp em. 60k thôi nè. 60k thôi nha. Đâu quá. 60k thôi nha mấy chị yêu ơi. Một cái áo len rất là đẹp luôn. Rồi, ai chốt cái này cho em mã số 2 đi ạ. Áo này là mã số 2 nha. Mã số 2 kèm với số điện thoại giúp em. Một cái len rất là xinh luôn này bác chị. Một cái len rất là xinh luôn. 58 cái lại vừa luôn bác chị. 58 xếp một cái vừa luôn. Thì rất xinh luôn này. Đó, rất đẹp luôn. Chị thấy không? Thổ cẩm nha bác chị. Thổ cẩm nha. Chốt cho em nhanh tay, chốt cho em cái này số 2 đi ạ. Mã số 2 kèm với số điện thoại giúp em nha. Mã số 2 kèm với số điện thoại giúp em nha. Chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu ơi, chia sẻ đó mình xem giúp em nha. Quần mua với chán nghe, điện chị xéo cầm lên đi. Ghi ra rồi có vẻ nhiều khi nó không thấy. Rồi đó chị yêu ơi, chốt cho em cái áo này mã số 2 kèm với số điện thoại giúp em đây. Một cái thổ cẩm rất là xinh luôn nè. Chốt đi mấy chị ơi, áo này đẹp lắm. Rất là đẹp luôn nha, 58 cái lại vừa luôn. Chốt cho em cái này mã số 2 kèm với số điện thoại giúp em nha. Một cái len rất là xinh luôn nè mấy chị. Đó, chốt cho em cái này mã số 2 kèm với số điện thoại giúp em nha. 60k thôi này, rất là rẻ. Rất là rẻ mấy chị ơi, rẻ lắm luôn á. Đó. Chốt cho em cái áo này mã số 2 kèm số điện thoại nha. Dạ em ở An Khê Gia Lai nha. Em ở An Khê Gia Lai, em ship toàn quốc nha. Chùa cô nó kéo bằng tờ còn đeo quá. Trời chết rồi, đeo khổ dễ mê luôn á. Nó kéo đeo. Rồi nó dính bằng tay mất á. Hồi nãy nó bật ra luôn, nó bật ra luôn. Em ở An Khê Gia Lai nha. Em ở An Khê Gia Lai. Một cái màu hồng còn tan mát này bà chị yêu ơi. Một cái màu hồng đậm còn tan mát, giá của đó mấy chị thấy không? Đó. Hàng Nhật mấy chị ơi, hàng Nhật rất là đẹp luôn. Len Nhật rất là mịn. Một cái len ôm màu hồng đậm rất là đẹp này mấy chị yêu. Màu hồng đậm cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, đưa mẹ đàng hoàng cho mấy chị yêu xem. Đó, mấy chị thấy không? Rồi coi cái cổ. Bây giờ tại vì nó mới bấm kiểu mấy chị, nó hơi nhanh chứ không sao hết nè. Mới bấm kiểu nó hơi nhanh nha. Rồi cho em cái áo này mã số 4 nha mấy chị yêu ơi. Một cái len nè, 55, 58 cái lại vừa luôn. Cho em cái áo này mã số 4 nha. Mã số 4 kèm với số điện thoại giúp em. Mã số 4 kèm với số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi. Rất là đẹp luôn nè. Đó, áo len kèm vị trí luôn nha.
Má chị thấy không, hàng len này má chị thấy không, rất là đẹp luôn. Ai rồi cho em xin cái áo này mã số 4 cho má chị yêu ơi, chốt cái áo này cho em xin mã số 4 cảm số thời giúp em nha. Một cái áo len màu hồng đậm rất là xinh luôn này má chị, rất là xinh luôn nha. Cái này mã số 4 giúp em, mã số 4 cảm số thời giúp em nha má chị yêu. Một cái len màu hồng đậm rất là xinh luôn, 55, 57, 55, 58 cái lại vừa luôn nha má chị, 55, 58 cái lại vừa luôn nha. Rồi chốt cái áo này mã số 4 cảm số thời giúp em. Chốt cái này mã số 4 kèm số điện thoại giúp em nha. Chốt cái áo này mã số 4 kèm số điện thoại giúp em. Một cái áo len màu hồng rất là xinh luôn. Cái này siêu phẩm mà ai chốt quá uổng quá đi. Rồi chốt cái áo len này mã số 4 kèm số điện thoại giúp em nha. 55 58 cái lại vừa luôn nha mấy chị yêu. An Khê chỗ đoạn cổng chợ, đây cổng chợ dưới thằng cô. Cổng chợ dưới Bùi Thị Xuân 203 Bùi Thị Xuân á. An Khê chỗ đoạn cổng chợ dưới nha chị Quý Lê Ngọc. 203 Bùi Thị Xuân á chị, 203 Bùi Thị Xuân nha. Rồi đây các chị yêu ơi, một cái len màu hồng rất là đẹp luôn này đó. Chốt cho em cái này mã số 4 kèm số điện thoại giúp em nha. Chốt cho em cái màu hồng này mã số 4 kèm số điện thoại giúp em nha, rất là xinh luôn. Chung mình chưa kéo ra. Sợ nó nhanh áo quá. Người ta sợ người ta thấy nhanh ấy. Xong rồi tự tưởng mình bán áo cũ áo dỗn nữa chết đi rồi. Ở đây mấy chị. Ở kiện báo quy ra đó mấy chị em ơi. Chứ không phải hàng hàng nó sao đâu. Một, đấy như vậy kiện coi đấy. Một em cổ tim này mấy chị. Hai tà ra chút ngắn tà sao dài này. Đó rất là xinh luôn, một em cổ tim nha. Mặc với cái áo chị nào ngại mặc với cái áo bên trong phía trong như em nha. Đó một cổ tim màu trắng kim rất là đẹp luôn. Màu trắng kim rất là đẹp luôn nè. Rất là xinh luôn nha. Chốt cho em cái này mã số 5 kèm số điện thoại nha mấy chị yêu ơi. Chốt cho em cái áo màu trắng này mã số 5 kèm số điện thoại nha. Hàng vừa bấm kiện nên là nó hơi nhanh lắm mấy chị. Em chưa kịp giặt khắp á nên nó hơi chê. Dạ, đây chị. Đây là cái một cái siêu phẩm luôn á chị. Cái này rất cầm rất là nặng tay luôn. Mùa lạnh kiếm đâu ra mà cái áo như thế này chị. Đó. Nó xinh luôn. Chốt cho em cái áo này mã số 2 nha, lúc nãy nè. Đó. Chị nghĩ với Hằng lái thì ok lại giúp em nha. Áo này rất đẹp luôn, rất là dày. Một cái thổ cẩm rất là đẹp luôn. 203 Bùi Thị Xuân á. 203 Bùi Thị Xuân á má cháu ơi. Rồi, chốt cái này cho Trang Vân mã số 5 này, chốt mã số cảm số điện thoại giúp em nha. Chốt mã số kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi. Rồi chốt cái đó cho Trang Vân nha. Hà Phạm sao rồi nè. Hà Phạm sao rồi nha. Nó đợi đi làm một tay. Tụi em đang cứu mà kêu thao. Nó đợi la ít bữa lắm sao làm vào ra đây hết. Một cái màu xanh rất là xinh luôn. Dạ rồi ok nha. Diễm Quyên nào vậy ta? À, cái vuông vuông cái gì? Có tùy cái nhỏ nha em mà em ốm á, em ốm thư nói em mặc mấy cái rộng rộng á là nó mập lưng, là nhìn nó mập mập dễ thương á. Chứ em đừng có mặc ôm. Em đang yêu cưới Diễm Miên. Trời ơi, một cái xanh rất là xinh luôn á chị yêu ơi, một cái xanh này mà chị thấy không? Cái này nam nữ mặc ok luôn nha mấy chị. Cái một cái xanh này nam nữ mặc ok luôn nha. Chốt cho em cái này số 7 đi ạ. Mã số 7 cộng số hỏi giúp em một cái màu xanh, sập xanh rất là đẹp luôn á chị yêu ơi. Đó, cái Nhi có 40kg vậy? Dạ rồi, chắc có chị nè, mấy chị thấy không? Em chưa soạn ra luôn mấy chị thấy không? Em chưa kịp soạn cho mấy chị luôn, vừa bấm là la liền cho mấy chị luôn nè. Rồi, một cái xanh rất là xinh luôn, chốt cho em cái này mã số 7 đi ạ. Mã số 7 kèm số điện thoại giúp em. Mã số 7 kèm số điện thoại giúp em. Rồi mã số 7 cho Trang Vân nè. Trang Vân luôn ha. Mã số 7 cho Trang Vân nè. Trang Vân 2 cái rồi. Một em còn tan mát hôm nay mấy chị yêu ơi, một em còn tan mát hôm nay mấy chị thấy không? Đó. Rồi số 7 sale hết rồi nha, em có 43kg mà do cao quá. Em cao chắc ngang thư á, Nguyễn Phương Ly sale rồi nha chị ơi. Chốt hàng mã số kèm số điện thoại giúp em nha. Một em cổ tim nữa nè má chị, một em cổ tim nè. Màu này rất là dễ thương luôn á chị ơi, đó má chị thấy không? Màu này rất là xinh luôn á, rồi lá cái này cho em số 8 nha. Mã số 8 kèm số điện thoại giúp em một cái cổ tim rất là xinh nè. Đỡ thứ lượm mấy cái nhỏ nhỏ, đỡ thứ like một lần nha. Đỡ lượm mấy cái nhỏ nhỏ rồi like một lần luôn nè. Chùa nó kéo không ta đeo chịu không nào. Rồi nào cho em cái áo này mã số 7, mã số 8 nha mấy chị yêu ơi. Cho em cái áo này mã số 8 nha. Một cái màu vàng rất là xinh luôn nè mấy chị. Rất là xinh luôn á, cổ tim nè. Cổ tim nha, đó rộng rộng này ok luôn á. Rồi chốt hàng mã số kèm số điện thoại giúp em nha. Chốt hàng mã số kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi chị áo dài. Hà Phạm cái nem nào vậy cháu? Không phải, Hà Phạm, đưa coi cái nem nào. Số 5 Hà Phạm. Không không, cô bị nắng nó của chỗ sao. Được con chốt ra là của ghi số 8 nào
Đưa con từ từ. Áo dài Nam Việt ơi, chị chốt cái áo số 8 này. Chị chốt cái áo số 8 này cho em xin số điện thoại nha. Chị chốt cái áo số 8 cho em xin số điện thoại nha. Chị áo dài Nam Việt ơi, chốt cái áo số 8 cho em xin số điện thoại để chị cho chị ơi. Rồi em thái chị nha Nguyễn Thế Chi ơi, em thái chị nha. Rồi đây, chị nè, chị chốt cho mấy chị chốt cho em xin số điện thoại đi mấy chị ơi. Chốt cái này cho áo dài Nam Việt đi. Áo dài Nam Việt cho em xin thông tin địa chỉ nha. Áo dài Nam Việt cho em xin thông tin địa chỉ nha. Rồi có số điện thoại của chị áo dài. Áo dài Nam Việt rồi nè. Ui. Một cái đỏ rất là xinh luôn nè mấy chị ơi, siêu phẩm nè mấy chị. Cái kiềm này toàn là siêu phẩm không à. Đó, một cái màu đỏ đi. Một em màu đỏ rất là đẹp luôn. Đây, cái này dáng dáng cái này mẹ phọc dài cũng được nha mấy chị. Mẹ phọc dài cũng được. Là mẹ rộng rộng như thế này cũng được nè mấy chị. Mẹ rộng rộng như thế này dễ thương nha. Dạ em ở 203 Bùi Thị Xuân nha. 203 Bùi Thị Xuân nha. Rồi đây, một em màu đỏ nha mấy chị ơi. Cho em cái này mã số 10 đi ạ. Chốt cho em cái đỏ này mã số 10 kèm số điện thoại nha. 58 này 55 cái vừa. Em 53 cái kèm 1m6 nha mấy chị yêu ơi. Em 53 cái kèm 1m6 nha. Rồi chốt cái này mấy chị thấy không? Lên này rất là dày, rất là mịn luôn. Rồi cho em cái đỏ này mã số 10 nha. Mã số 10 kèm số điện thoại giúp em. Một em đỏ rất là xinh luôn. Mã số 10 kèm số điện thoại giúp em. Dạ có trơn nha chị Thùy Chi, có trơn luôn nha. Rồi chốt cái số 10 này cho em giúp em nha mấy chị yêu ơi, 60k luôn nè. Rồi số 10 cho áo dài Nam Việt luôn nè. Ui. Trơn. Muốn trơn có trơn. Một em màu dạng hồng cam mấy chị, hồng cam nhưng mà màu này nó hơi dạ dạ luôn đó. Nó hơi dạ quen lên nha. Đó chị nè, thích thì chốt cho em số này. Cái này phong nhỏ này mấy chị. Cái này phong nhỏ nha. Một em mèo nó hơi dạ quen lên nè mấy chị. Màu hồng cam nhưng mà nó hơi dạ quen lên nha. Chị nè, trắng trắng mặt dễ thương này. Trắng trắng mặt cái này cực kỳ dễ thương luôn nha. Đó. Dạ rồi ok, để em lựa mấy cái nhỏ. Để chị nó thằng đây à. Rồi. Rồi đó chị ơi, chốt cho em cái này mã số 11 nha. 11 kèm số thoại giúp em một cái màu hồng cam dạ quen này. Nó dạ quen lên một tí á mấy chị. Rồi chốt cho em cái này mã số 10 nè chị nè, trắng trắng nha. Nguyễn Phương đi cho số điện thoại nè. Nó xa đường chiều phải không? Không, cô không có. Không, chốt cái lúc nãy cho cái ấy là Việt Nam, ấy là giảm việc gì đấy cô. Còn đồ cũng đẹp trai nữa cô được phải, nó lộn. Rồi đây mấy chị yêu ơi, chốt cái này cho em mã số 11 nha em. 11 cảm số hỏi giúp em một cái màu hồng cam nè, hơi dạ quen một tí nè. Chốt cho em cái này mã số 11 nha. 11 cảm số hỏi giúp em. Để lựa một cái nhỏ nhỏ này. Chôn một cái màu hồng. Hồng rút là cực kỳ đẹp luôn nè mấy chị yêu ơi. Một em màu hồng rút cực kỳ xinh luôn nè. Đây, tiếp tục một em màu hồng rút nha mấy chị yêu. Một em màu hồng rút cái này thơm lắm. Đó, cái này phong nhỏ mẹ ok nè. Này trước ngắn sau dài làm chị thấy không? Này rất xinh luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn này mấy chị yêu ơi, cho em cái áo này mã số 13 nha. 13 kèm số điện thoại giúp em. Đó, cái này rất là dày luôn. Lựa chị mấy cái áo phông dài màu tối em dạ ok chị nha. Rồi em tí là tôi từ luôn nè. Rồi đang một cái màu hồng rút cực kỳ xinh luôn này mấy chị yêu ơi. Đó, trước ngắn sau dài này, cái này rất là thơm luôn. Này về ủi đây là mặc luôn. Ok không còn chẹt luôn này mấy chị. Ủi đây là mặc luôn nha. Chốt cho em cái này mã số 13 nha. 13 kèm số điện thoại giúp em. 13 cái hồng rút này giúp em nha, rất là xinh luôn. Rồi 13 chút cho Hà Phạm. Hà Phạm nỉ chứ có sống thoại rồi, cô nhắn đến nó xăng cho nó chạy kịp không không? Hà Phạm có đâu. Đến rồi chốt cái 13 cho Hà Phạm có đơn rồi nha. Rồi đây, một em sáng cái này rất là nặng luôn á chị yêu ơi, nên cầm rất là nặng tay luôn nè. Đó, cái này trơn này rất xinh. Này chắc cực kỳ dày luôn á chị yêu ơi. Chắc cực kỳ dày luôn nha. Chốt cho em cái sáng này số 15 đi ạ. 15 kèm số điện thoại giúp em nha, một cái sáng này. 57 58 cái vừa luôn, 55 cái vừa luôn. Em 53 cái mặt vẫn đẹp nha má chị. Em 53 cái mặt vẫn đẹp nha em, bởi vì mà cái em lên mặt rồng rồng như thế này dễ thương nha má chị. Rồi chốt cho em cái này số 15 nha. 15 kèm số điện thoại giúp em một cái màu sáng cực kỳ dày dặn luôn nè. Một cái màu sáng cực kỳ dày dặn luôn nha. Chốt cho em cái này số 15. 15 kèm số điện thoại giúp em nha má chị yêu ơi. 15 kèm số điện thoại giúp em nha. 15 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu đó.
mẹ với mẹ kè dài như thế là dễ thương nữa chị. Rồi mười lên cho nhỏ nữa đi em, hỏi mà chốt sao rồi. Dạ ok chị Hạnh Huỳnh nha, đợi em kiếm nha. Để em kiếm rồi chốt cái áo xám cho áo dài làm việc nè. 13 13 là áo dài làm việc á. À 13 là nhiễm phun. Đây 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 cho áo dài làm việc. Số 13 nào đây con? Dạ. Yeah. Chốt cái. Chốt cái 15 ha không? Cô bị sale rồi mà cũng đặt cho rồi, cô chốt cô chốt lại cho. Cái này rồi nó lộn. Cái áo dài làm việc. Má chị thích áo khoác không? Một cái áo khoác rêu nè. Một cái áo khoác màu rêu nè má chị đó. Một cái áo khoác này. Rất là xinh luôn này, có cái lót vai này. Chị nào thích cái này nói em đỡ nha. Chị nào thích cái áo này nói em đỡ nha. Lựa cái là nhỏ bóng nè. Đây, lơ một em size nhỏ đó mấy chị yêu ơi. Lơ một em size nhỏ đây. Dạ em ở An Khê Gia Lai nha, em có ship toàn quốc nha. Em có ship toàn quốc. Một em mới lên kem luôn á chị yêu ơi, màu hồng đậm nha. Hồng đậm này trong này nó hơi chói. Một em mới lên kem màu hồng đậm size nhỏ này mấy chị yêu, size nhỏ nha. Đó, cổ này. Cổ hơi cái cổ cao này mấy chị. Cổ cao này, đó, nó xinh luôn. Trời ơi cái này xinh quá. Size nhỏ này con. Dạ, đợi đợi đấy con. Đây một em màu hồng rất xinh cho em, cái này mã số 16 nha. Dạ dạ. Dạ yeah, ok là một em nạc xong anh em mặc cái đó cho chị xem. Rồi đây một cái màu hồng size nhỏ mấy chị yêu ơi, này rất đẹp luôn, màu nó hơi chói nè. Hơi chói mà chị thấy rõ không? Đó, rất đẹp luôn cho em. Cái này là số 16 nha, 16 kèm số thoại giúp em. Chốt hàng trong xin thông tin địa chỉ nha mấy chị yêu ơi. Rồi chốt cái này 16 kèm số thoại giúp em nha. 16 kèm số thoại giúp em nè mấy chị yêu ơi. Rồi 16 cho bích trăm nè. 16 cho bích trăm nha, cho em xin thông tin địa chỉ nha chị ơi. 16 trăm xin thông tin địa chỉ nha. Đây để em mặc lại cái số 2 đây. Bên trong chốt cái 1600 xin thông tin địa chỉ nha. Chắc là phải đem cái quạt lên rồi cô. Đem được, đừng cái đại đồ, đừng cái đại quạt quẹt gì. Rồi còn nhiều lắm em, đợi chị lựa mấy cái nhỏ cho em nha. Rồi đây cái số 2 này chị Nguyễn Gia Hân. Ok thì chốt cho em nha, cái số 2 này. Cái số 2 này, bên trong cho địa chỉ luôn này kìa cô. Rồi ok này, ok chờ mấy chị nha. Rồi đây cái số 2 này mấy chị ơi. Cái này chốt cho em mã số 2 nha. Là cái này chốt cho em mã số 2 lúc nãy nha. Cái này rất xinh luôn mấy chị. Nó cái này rộng nè. Đây như cưới cũng rộng này, cái này 58 cái cũng vừa luôn mà. 53 cái như em mặc vẫn đẹp nha. 53 cái như em mặc vẫn đẹp nha. 53 cái như em mặc vẫn đẹp nha. Dạ em ở An Khê Gia Lai nha, em ở An Khê Gia Lai nè. Rồi cái lá chốt cho Nguyễn Gia Hân nha. Cái này chốt cho Nguyễn Gia Hân nha. Nguyễn Phương Ly sao rồi nè. Em Nguyễn Phương Ly sao rồi nha chị ơi. Rồi Nguyễn Gia Hân cho em xin thông tin địa chỉ nha. Chị Nguyễn Gia Hân cho em xin thông tin địa chỉ. Nguyễn Gia Hân. Ui, một cái màu hồng muối tiêu mấy chị. Một đã có số điện thoại Gia Hân. Rồi ok chị Nguyễn Gia Hân này. Một em màu hồng muối tiêu này. Cổ thuyền mấy chị, cổ thuyền này rộng rộng như thế này nha. Rất là xinh luôn này đó. Một em màu hồng muối tiêu rất là xinh luôn. Đó, cái này cho em số 18 nha mấy chị yêu ơi. Cái này phong nhỏ này cho em số 18 nha. 18 kèm số điện thoại giúp em. Một cái màu hồng muối tiêu này mấy chị yêu ơi. Chưa kịp dẹt hấp nha mấy chị. Chưa kịp dẹt hấp nên nó hơi nhanh nhanh cho nó không sao hết nha rồi mấy chị yêu ơi. Cho em cái này số 18 nha. Dạ rồi ok chị chiều ghế lái giúp em nha. Rồi ra cho em cái màu hồng mũi tiêu này số 18 nha mấy chị yêu ơi. Phong nhỏ này 50 cái giờ xuống vừa, 50 cái giờ xuống có nghĩa là 47 48 cái vừa luôn nha. Dạ rồi ok chị Hạnh Huỳnh nè. Rồi ra mấy chị yêu ơi, chốt cho Thư cái này số 18 đi ạ. Chốt cho Thư cái màu hồng mũi tiêu này số 18 nha mấy chị yêu. 18 cảm số thoại giúp em nha. 18 cảm số thoại giúp em một cái màu hồng phong nhỏ này. Dạ không là cái răng này nha. Dạ chiều ghế lái. Một cái màu vàng mấy chị yêu ơi, nhưng mà cái này tay lỡ nha. Cái này tay lỡ này mấy chị. Chị nào thích thì chốt giúp em nha. Đó này tay lỡ nè. Đó này tay lỡ nha mấy chị yêu ơi, cái màu vàng này cũng dễ thương cực kỳ luôn á. Đó tay lỡ nha mấy chị. Tay nó như thế này nha.
Rồi chốt cái màu vàng giúp em số 19 nha. Chốt cái màu vàng này giúp em số 19 nha chị yêu ơi, một cái màu vàng tây lửa này. Chốt giúp em cái màu vàng xinh quá luôn á chị yêu, lưng mặt lên rất là trắng da luôn nha. Rồi chốt cái màu vàng giúp em số 19 nha. 19 cảm xuống hỏi giúp em một cái màu vàng tây lửa rất là đẹp luôn. Một cái vàng tây lửa rất là đẹp nha mấy chị yêu ơi. Rồi cho em cái màu vàng này số 19 nha. 19 cảm xuống hỏi giúp em. 19 kẹo số thời giúp em nhé chị yêu ơi, một cái màu vàng tay ngắn nha. Để bung kiềm ra. Trời ơi. Siêu phẩm nè mấy chị yêu ơi. Rồi 19 cho Lê Hảo nè. 19 cho Lê Hảo nha. Chị Lê Hảo chốt 19 cho em xin thông tin địa chỉ nha. Siêu phẩm á chị yêu ơi, đẹp quá luôn á chị yêu đây. Không thể nào cưỡng lại đâu mấy chị. Rất là xinh luôn, em đợi dành bán tới nửa em bán, đợi dành tới nửa em bán nha. Rồi 19 vàng cho Lê Hảo nha. Rồi đây một cái xanh coban pha nhỏ, một cái xanh coban pha nhỏ. Dạ đợi em la từ từ nha chị ơi, em không thể nào la theo yêu cầu một người đôi được. Ví dụ em thấy đó là em la cho chị, là em dập cho chị. Anh nè chị ơi, một cái màu phọt dài pha nhỏ nè. Một cái phọc dài size nhỏ nè. Một cái phọc dài ôm size nhỏ nha. Chị nè thích chốt cho em số 20. 20 kiểm số thôi giúp em cái đó cho Lê Hảo cô. Lê Hảo gì của quần nha. Cái gì? Nghĩa da hăng. Đây, một cái xanh coban cổ tim nha mấy chị yêu ơi. Cái này là lên dệt đó mấy chị, xanh coban cổ tim nha. Cái này phong dài nè. À là chốt cho em số 20 nha. 20 kiểm số thôi giúp em mấy chị yêu ơi. Một cái xanh coban rất là đẹp luôn, rất là mới nha mấy chị. Đó, rồi trắng đen tới nửa em bé siêu phẩm nha mấy chị yêu ơi, trắng đen tới nửa em bé siêu phẩm nha. Siêu phẩm cho ít ít thôi, không cao. Siêu phẩm cho ít thôi, không cao. Đây, rất là xinh luôn này, chia sẻ đi mấy chị yêu ơi, đăng một siêu em bé siêu phẩm giá. Giá cái nào? Từ từ tới nửa công bố. Thích cổ lọ mấy chị, mua cổ lọ để danh nè, thích không? Chị đã thích cổ lọ không? Một cái một kem cổ lọ. Một em một kem cổ lọ này. Bắn nó đi của khác nó không thấy bị lộn nữa. Lúc qua đưa đưa cô. Đừng có đập vào cái rốt thì nó đưa cô. Cứ đập đập cái sợ nó lộn. Một cái cổ lọ nhưng mà chị, cổ đây là cổ kiểu nha. Cổ kiểu màu kem này. Cổ kiểu màu kem này rất là xinh luôn này. Đợi tới em bán chị ơi, đợi tới em bán nha. Cái này em mới vô lên ai cũng đợi. Đợi hãng 19 nha cả nhà con. Không có cái gì à nói, chị chú quay về cái đấy. Đây, một cái kem, một cái màu kem nha mấy chị, một cái màu nút nè. Các anh kịp tiếng rất là xinh luôn, có màu nút nè. Đó, cổ kiểu cho em cổ kiểu như thế này nha. Chốt cho em cái này số 22 nha mấy chị yêu ơi. Chốt cho em cái màu kem này số 22 nha. 50 cái loại vừa, 50 cái loại vừa nha. Cái này size nhỏ số mặt cũng ok luôn. Size nhỏ hơn 50 cái mặt ok luôn nha. Trên 50 cái là cỡ 58 cái là mặt không vừa luôn nha mấy chị. Rồi chốt cho em cái này số 22 nha. 22 kèm số điện thoại giúp em. 22 kèm số thời giúp em nha mấy chị yêu. Rồi chia sẻ đi mấy chị, chia sẻ 22 cho áo dài Việt Nam Việt nha. Đã mất không? Đây, heo 22 cho áo dài Việt Nam Việt. Cô lộn lại cho người ta nha cô. Một cái áo khoác len màu sáng nha mấy chị. Là Lơ Hảo hả con? Dạ, Lơ Hảo có số thời rồi đấy. Một cái áo khoác len này mấy chị yêu ơi, một cái áo khoác len màu xám rất là xinh nè. Rồi đây nha, chị nè thích áo khoác chốt cho em số 24. Chốt cho em số 24 nha mấy chị yêu ơi, chị nè thích khoác len màu xám chốt cho em số 24 nha. 24 cầm xuống thoại giúp em một cái áo len màu xám cực kỳ xinh luôn nè. Chốt cho em cái áo này số 24 nha. Dạ rồi ok, đây màu nào cũng đẹp hết. Đây mấy chị yêu ơi, một cái len áo khoác len xám nè. Chốt cho em cái này số 24 nha. 24 kèm số thoại giúp em. 24 kèm số thoại giúp em. 57 cái loại vừa luôn. 57, 58 cái loại vừa luôn nha. 53 cái gì mình vẫn ok luôn nè. 53 cái gì mình vẫn ok nha. Chốt cho em cái áo khoác này số 24 nha mấy chị yêu. 24 kèm số thoại giúp em. Cái này là đứa nào con? Cái đó là cho áo dài Nam Việt. Áo dài Nam Việt nữa anh? Dạ. Ở giá lai ạ. Vừa một cái pha lông ngay tay nè mấy chị, một cái pha lông ngay tay rất là xinh luôn ấy, rất đẹp nha. Trời ơi, đây rất đẹp nè mấy chị, đây phong nhỏ đi đó,
Nè, Diễm Nguyên em còn xem nó không? Em thích cái này không? Đây phong nhỏ nè, tầm 40 mấy cái lại vừa thôi nha má chị. Tầm 40 mấy cái lại vừa thôi nha, tay của nó pha lông nè. Đó, nó lông rất là mịn luôn, rất đẹp luôn nha. Là cái này cho em số 25 nha má chị yêu. Là cái này cho em số 25 nha. 25 cảm số điện thoại giúp em. 25 cái áo này cảm số điện thoại giúp em nha má chị yêu ơi, pha lông ngay tay nha. Pha lông ngay tay rất là xinh luôn nè. Cho em cái này mà số 25 nha. 25 cảm số điện thoại giúp em nha. Đó, một cái này 50 cứ giờ xuống vừa. 50 cứ giờ xuống vừa. Rồi chốt cho Diễm Nguyên nha. Diễm Nguyên cho tôi xin là số điện thoại nha em. Lên một em màu đỏ đô nè mấy chị yêu ơi. Còn tan mát chuẩn size M. Chuẩn size M nha. Chuẩn size M nha mấy chị yêu. Chuẩn size M. Màu này nam nữ mặc ok luôn nè mấy chị. Màu này màu mang cục á mấy chị. Màu mang cục nha. Rất là đẹp luôn. Đỏ đỏ tím tím rất là xinh luôn. Chia sẻ mà có giá 60k nha mấy chị yêu. Chia sẻ mà có giá 60k nha. Đây. Trời ơi xinh quá luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Xem đi, xem từng cái chắc vải của nó đi. Rất là xinh luôn. Cho em cái này số 27 đi mấy chị. Cho em cái này số 27 đi. Nó dính mất cái lông gì vô này. Chứ không phải em bị dơ đâu nha mấy chị. Rồi em lên liền á. Cho em cái này số 27 nha. Bị chói. Cho em cái này số 27 nha, một cái áo len màu men cục má chị yêu ơi. 58kg vô luôn, cái này nam nữ mày ok luôn á má chị. Cái này nam nữ mày ok luôn, chốt cho em cái này số 27 nha. 27 kèm số điện thoại giúp em. 27 cái này giúp em nha. 27 kèm số điện thoại giúp em nha. 27 kèm số điện thoại giúp em. 27 cho Nguyễn Phương Ly này, áo dài Nam Việt sale luôn nè. Chị thuận sale luôn. 27 cho Nguyễn Phương Ly cho xin thông tin địa chỉ nha chị ơi. Nguyễn Phương Ly cho em xin thông tin địa chỉ nha. Nguyễn Phương Ly cho em xin thông tin địa chỉ nha. Trời, đi đâu là giờ mấy người chốt bây giờ. Đâu quá. Cái nào rồi? Đây, lấy cái đây. Của ai rồi? Nguyễn Phương Ly có số điện thoại luôn. Nguyễn Phương Ly cái số điện thoại chắc chút nữa quay lại bác. Được nghe. Dạ được, chút nữa cũng đợi im lai ra cho cô coi. Im lai cô hoặc cô kiếm. Một cái áo dạng kiểu nè mấy chị yêu, một cái áo dạng kiểu nè. Đó, cái này mấy chị đi sinh nhật đó, mấy mua lạnh đó mấy chị. Mệt với áo tay dài trong rồi một khớp cái này như khớp cái này ở phía ngoài nha. Cái màu này rất là xinh luôn, vì vậy ra giúp ủi giúp em là mới nha mấy chị. Tại vì mới kiểu nó hơi nhanh. Rồi chốt cái này cho em số. Cho em số 28 nha, chốt cái màu vàng cho em số 28 nha mấy chị yêu. Chốt cái màu vàng cho em số 28 nha, một cái áo kiểu này, rất là đẹp. Rồi ra một cái áo này, mã số của này, áo này là 28 nha mấy chị yêu. Cái áo này áo kiểu, áo dạng như áo tròn đó mấy chị. Rồi chốt cái này cho em số 28 nha, về mặc đi tiệc á. Đi tiệc mùa lạnh á mấy chị, mặc áo dài trong rồi, áo tay dài trong rồi, áo tay ngắn ngòi nha. Chốt cái áo này cho em số 28 nha mấy chị. 28 nha. Thôi bán siêu phẩm đi mấy chị, bán siêu phẩm. Hàng F21 luôn mấy chị yêu ơi, hàng F21 luôn nè mấy chị. Cầm rất là nặng tay luôn nè, cầm rất nặng tay luôn nha. Siêu phẩm này xin bán với giá 80k nha mấy chị. Siêu phẩm này xin bán với giá 80k nha, bởi vì nó rất là đẹp luôn mấy chị. Đó, xuất sắc luôn nha mấy chị yêu ơi. Cái này tầm 57kg vừa, 57-58kg vừa luôn nha. Rồi em đặt mã số, mấy chị nhanh tay chốt siêu phẩm này giúp em nha. Rồi gửi cho em cái này là số, mã số 30 đi mấy chị. 30 đi. 30 kèm số điện thoại giúp em. 30 kèm số điện thoại giúp em. 30 kèm số điện thoại giúp em mấy chị yêu ơi. Một cái siêu phẩm trắng đen cực kỳ xinh luôn. Một cái siêu phẩm đưa chụp màn hình lại. Rồi chụp màn hình lại đang lên siêu phẩm. Rồi chốt cái này 30 kèm số điện thoại giúp em mấy chị yêu ơi. 30 kèm số điện thoại giúp em nha. Một cái siêu phẩm này 80k này rất là đẹp luôn. 80k quá rẻ, vào shop phải 200 mấy 300. Được coi ai chốt trước rồi. Rồi siêu phẩm cho bích trăm nha. Siêu phẩm cho bích trăm 80k. 80k rất là rẻ. Siêu phẩm cho chị bích trăm nha. Siêu phẩm cho chị bích trăm. Một cái khóc lên siêu khơi sừng này mấy chị. Một cái khóc lên dạng dài màu kem khơi sừng này.
Rồi ok chị nha. Có đơn rồi thì chốt số thôi giúp em. Có đơn thì chốt số thôi giúp em. Còn ai chưa có đơn chốt giùm em mã số kèm số điện thoại. Rồi đây một cái siêu phẩm sơ, một cái áo khoác. Áo khoác màu cam khơi sừng nha mấy chị yêu ơi. Một cái khoác màu cam khơi sừng nha. Đó, cái này bán 70k. Lộn, cái này bán 80k chứ. Này bán 80k nha mấy chị yêu. Một cái khoác này, khoác len màu cam này khơi sừng nha. Cái này bán 80k nha mấy chị yêu. 80k cái áo khoác này cha. Chốt cho em số 32 nha mấy chị yêu. Chốt cho em cái số 8 này. Chốt cho em cái màu cam này số 32 nha. 32 kèm số thoại giúp em một cái len phong dài. Len phong dài khơi sừng rất là đẹp luôn. 58, 59 cái vừa luôn nha mấy chị. 53 cái như em mặc nó ôm vào người rất là đẹp luôn. 53 cái. Rồi ok, đợi chị tới nha. Đợi chị tới nha. Rồi đa mấy chị yêu chốt cho em cái này số 32 nha. 32 kèm số điện thoại giúp em một cái khóc lên màu cam. Khơi sừng rất là đẹp luôn. Chốt cho em cái này số 32 nha. 32 kèm số điện thoại giúp em. Đa Diễm Viên cho em một cái crop top nhỏ nữa đây. Một cái crop top phong nhỏ nữa đây. Trắng đen, đen trắng này. Đây, rất là đẹp luôn. Một cái crop top phong nhỏ, xẻ ta đó chị. Xẻ ta hai bên nha. Chốt cho em cái này số 35 nha. 35 kèm số điện thoại giúp em. Ai chào bất trăm, bất trăm này 80k. Bất trăm, bất trăm. Yeah. Đây nha, chốt cho em cái này số 35 nha mấy chị yêu ơi. Một cái len này, len siêu phẩm này. Một cái len đen trắng này mấy chị yêu ơi. Kiểu này nhìn siêu phẩm bán lúc này cũng bị liều hết. Rồi đây, một cái len crop top. Đó. Nè, trước ngắn sau dài này, chốt cho em cái này số 35 nha. 35 kèm số điện thoại giúp em một cái phong nhỏ nó dễ thương luôn. Bốn mái cái vừa. Bốn mái cái vừa xuống vừa. 35 cho Nguyễn Phương Ly nè, diễn viên sâu rồi nha. Để chị lựa cho. Để chị lựa cho. Nguyễn Phương Ly có đơn rồi, quá chung bên một cái len cổ ba phân á chị yêu ơi, một cái len cổ ba phân. Màu của nó là ánh kim tuyến nó rất đẹp luôn á chị. Màu của nó dạng dạng nhũ á chị, dạng nhũ nhũ nha, rất là xinh luôn nè. Đó, này rất đẹp luôn á mấy chị yêu ơi, xinh quá luôn, xẻ ta nè mấy chị yêu ơi, lại là xẻ ta. Có cái độ vai này chị nào không thích lấy ra nha. Chị nào không thích lấy ra nha. Rồi cho em cái này số 37 đi ạ. À. 37 cho em cái áo này đi. Mã số cái này là 37 nha mấy chị yêu ơi, chốt cho em cái này mã số 37 nha. 37 kèm số điện thoại giúp em. Cổ của nó dạng cổ ba phân này mấy chị, dạng cổ ba phân nha. Chị nào không thích cái cầu vai này, về lấy ra giúp em nha. Đó, chốt cho em. Chốt cho em cái này số 37 nha mấy chị yêu. Đợi chị tới nha em Diễm Nguyên. Chốt cho em cái này số 37 nha. Một cái dạng nhũ rất là xinh luôn. Rất đẹp luôn, mặc với quần da á mấy chị. Mặc với quần da bên trong rất là đẹp luôn á. Rồi chốt cho em cái nhũ này số 37 nha. 37 kèm số điện thoại giúp em nha. Chán vậy. Rồi chốt cho em cái này số 37 nha mấy chị yêu. 37 với em cái áo nhũ này nha. Nhũ này rất là xinh luôn nè. Nhũ này rất là xinh luôn. Đây một cái. Cái này cũng phong nhỏ nè mấy chị. Đó phong nhỏ nhỏ xíu luôn á. Này có túi dễ thương lắm luôn. Sập xanh cô ban sập đen. Xanh cô ban sập đen rất là đẹp. Này phong nhỏ mấy chị yêu ơi. Tầm 45 cái lại vừa thôi nè. 45 cái lại vừa thôi nha. Đó này có cái túi của đâu. Để thấy cái túi này lắm luôn. Rồi cái len này chốt cho em số 39 nha mấy chị. Chốt cho em cái len này số 39 nha, rất là xinh luôn. 39 cái áo len này nha. Tầm 45 cái xuống mặt đẹp. 45, 47 cái xuống mặt đẹp nha. Chốt cho em cái này số 39. 39 kèm số thợ giúp em nha mấy chị. Một cái xanh của ba rất là xinh luôn nè. Chốt cho em cái này số 39 nha. 39 kèm số thoại giúp em á chị yêu. Cái này rất là đẹp luôn, màu xanh cô ban này rất là trắng da nè. Mặc rất là trắng da luôn á chị. Đó, chốt cho em cái này số 39 nha. 39 kèm số thoại giúp em. 39 kèm số thoại giúp em. Sợi không chị, Minh Minh. Sợi không cô? Có. Sợi là sao? Chọn trên like hay là? Sợi là chọn trên like hay chọn sao? Quả? Ơi là theo mình nhớ. Nhưng sợi chọn trên like có 50 cái là lấy rồi sẽ có gì inbox nha mình. Mình ơi có gì inbox nha. 39 mà cho và Vinh Văn này, Vinh Văn này. 39 cho Vinh Văn cho xin thông tin địa chỉ nha. Vinh Văn cho xin thông tin địa chỉ nha. Nhiều lấy 50 cái là lấy nó bạch. Cái đó của ai con? Vinh Văn.
Một em còn tan mát đây mấy chị yêu ơi, còn tan mát. Nguyên kiện. Nguyên kiện kìa cô. Này tầm size M, L mày ok luôn nha. Size M, L mày ok, trời một cái này siêu phẩm cực kỳ đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Nó mới đẹp, đến mới đẹp lắm luôn mấy chị, nó mới đẹp lắm luôn á. Nó còn tan mát y nguyên luôn, nút đồ không có rớt, không có bị xe một chút nào luôn nè. Không có rớt, không bị xe một chút nào luôn nha mấy chị yêu, rất là đẹp luôn nè. Rất là đẹp luôn. Để mở một hai nút ra mặc cho mấy chị yêu xem. Vinh Văn chốt cái lúc nãy cho em xin thông tin địa chỉ nha. Vinh Văn chốt cái 3900 xin thông tin địa chỉ nha. Đây, rất là đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Cái khóc này đẹp quá, nó có cái cầu vai này. Chị này không thích lái ra giúp em. Chị này không thích lái ra giúp em nha. Một cái caro rất là đẹp luôn. Cái caro sản phẩm này rất là đẹp luôn mấy chị. Đó, còn tao mát luôn, cái này em xin phép bán 80k nha mấy chị. 80k vẫn rất là rẻ luôn. Mình nói nguyên kiện, nguyên kiện cũng có, nguyên kiện. Nguyên kiện cũng có nha, Minh ơi, nguyên kiện tầm nguyên kiện cũng xí 3.8. 3 triệu tới 4 triệu nha, 3 triệu tới 4 triệu nha. Đây mấy chị yêu ơi, một cái len này rất là đẹp luôn, cái này rất là xinh mấy chị. Này đẹp cực kỳ luôn á. Lấy hai cái này ra mẹ cho khỏi nó. Cho nó khỏi to cái bao này. Chị nào thích thì đỡ, chứ không thích lấy ra giúp em. Đó, chốt cho em cái này số 41 nha mấy chị yêu. Chốt cho em cái caro này số 41 nha. Đây còn mạc luôn nè. Rất đẹp luôn mấy em, xin phép bán 80k nha mấy chị. 80k là cũng rất là rẻ luôn này mấy chị. Đó, chốt cho em cái này số 39 nha mấy chị. Không, chốt cho em cái này số 41 nha. Chốt cho em cái này số 41 nha mấy chị yêu ơi. Còn tan mát luôn nè. Này tầm 58 cái lại vừa, 58, 59 cái lại vừa nha. Đó, Vân chốt cho ơi, em cái này số điện thoại đi Vân Vân ơi. Chốt cho em cái này số 39 nha mấy chị yêu. Đem số 41 nha, 41 kèm số gọi giúp em. Trời, bữa nay em làm số chứ. Dài hô lộn lên lộn xuống hết. Chốt cho em cái này số 41 nha. Vân Vân tờ số cho không là nè. Vân Vân nhớ cho em xin thông tin địa chỉ nha Vân Vân. Cái không ai chốt em. Vân Vân cho thông tin vị trí đi. Nó có chốt cho đó qua lượt chứ là nó quên bác á. Ba một em màu vàng á chị, một em màu vàng. Xin nhớ xuống con quay trước đi coi con. Một em màu vàng này, cái này lên dợt nha mấy chị. Cái này lên dợt nha. Đó này lên dợt này. Em màu vàng rất xinh luôn. Đó lên của nó như thế này nha, đó. Rồi, chốt cho em cái này số 42 nha mấy chị yêu. 42 kèm số điện thoại giúp em, một cái màu vàng rất là xinh luôn. Này tầm 50kg lại mặt vừa, 50kg lại mặt đẹp nha. Chốt cho em cái này số 42 nha. 42 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu. 42 kèm số điện thoại giúp em nha. Một cái len dệt màu vàng rất là đẹp luôn. Còn mạc này mấy chị, còn mạc nha. Chốt cho em cái này số 42 nha. 42 kèm số điện thoại giúp em. Ui dù đeo quá. Đang văn là trả số chưa cháu ơi. 42 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Đang văn nó cho số chưa, kêu nó cho số cho gì mà có số rồi. Rồi em tới em lựa rồi, em lựa mà cái đẹp đẹp cho má chị này không? Được, trăm rưỡi, cô lựa ra đây cho qua cho nghe. Có chị ơi, Nguyễn My ơi có nha. Một cái len muối tiêu màu hồng này, tay lỡ, tay lửng nha mấy chị, tay lửng nha. Này tay lửng. Đó này tay lửng nha. Rồi chốt cho em cái này số 43 nha mấy chị. Chốt cho em cái len này số 43 nha, một cái áo len này, tay lửng nha. Chốt cho em cái này số 43 nha mấy chị yêu ơi, màu hồng. Màu hồng nha, màu hồng nó dạng này, muối tiêu này. Đó. Chốt cho em cái này số 43 nha. 43 cảm số thoại giúp em. 43 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi, chốt cho em cái này số 43 nha. 43 kèm số điện thoại giúp em. Dạ, nhà trời chỗ chỗ 203 Ngô Thị Xuân nha, cổng chợ dưới nha. 203 Ngô Thị Xuân. Một cái da bê rất là xinh này mấy chị, cái này rất là bùi luôn, có mũ nha dặn. Có mũ này mấy chị, đó rất là đẹp luôn. Chốt cho em cái này số 45 nha. 45 kèm số điện thoại giúp em. Đó, một cái da bê này chữ màu hồng rất là đẹp luôn mấy chị. Chữ màu hồng cực kỳ xinh luôn nha. Đó, có mũ phía sau này.
Phôi mũ cực kỳ đẹp nha. Tôi chốt cho em cái này số 45 nha mấy chị yêu. 45 cảm số thoại giúp em. 45 cảm số thoại giúp em. Rất đẹp luôn, không phải da beo mà kiểu da beo á. Da beo là phát xe rất đẹp nha. Chốt cho em cái này số 45 nha mấy chị yêu. 45 cảm số thoại giúp em. 45 cảm số thoại giúp em. Có mũ phía sau còn mạc luôn. Có mũ phía sau còn mạc luôn nha. Chốt cho em cái này số 45 nha mấy chị yêu. 45 cảm số thoại giúp em. 45 gram số thoại giúp em nha. Dạ cái này tầm 53-54kg vừa nha chị ơi. 53-54kg vừa nha, nhưng mà nó có cái bo này. Cái bo dưới like và là cái tay á. Mình mặc cỡ nào mình mặc cũng dễ thương nha. Mình mặc cỡ nào mình cũng dễ thương. 45 cho hạnh đào. Hạnh đào chốt 45 cho xin thông tin địa chỉ nha chị ơi. Điểm viên sao rồi nè. Hạnh đào chốt 45 cho xin thông tin địa chỉ nha. Hạnh đào chốt 45 cho xin thông tin địa chỉ nha. Một cái màu vàng ngựa. Một em màu vàng ngựa. Thì cái là tờ gì của vườn đó không? Cái nào? Cái này tờ gì của vườn đó. Bất trăm này. Cô ghi chưa? Đây một cái màu vàng ngựa lắm chị ơi. Cái này bánh đều nha. Cái này bánh đều nè. Đó cho em cái này số 46 nha. Cho em cái này số 46. Lên của nó nè. Đó. Lên dệt nha mấy chị. Rồi. Còn mạc luôn nha. Cho em cái này số 45 nha mấy chị. Cái này mặc có trong váy á. Bỏ áo quần hoặc là mặc như thế kiểu như thế này cũng dễ thương, dạng baby doll lắm á chị, dạng baby doll nha, đó là xinh luôn. Rồi là cái này chốt cho em số 40 nhà chị chỗ 203 Bùi Thị Xuân nha. 203 Bùi Thị Xuân nè, cho em cái này số 47 nha mấy chị yêu ơi. Cho em cái này số 47 nha. Cái này hạnh đào không? Cái này hạnh đào. Dạ dạ nút của mẹ chưa cô ra lái. Một cái phong nhỏ anh chị, cái này thấy em mặc không vừa quá. Cái phong nhỏ này. Còn nhiều lắm chị ơi, rồi em sóc ra. Tại vì nó có một cứng cứng đó cô sóc cho một con máy cho mấy cục đó nè. Con lừa cho nó dưỡng, chó đường đấy. Đây một cái phong nhỏ đó mấy chị. Đây tầm 47 cái là đẹp nha, chốt cho em cái này số 48. Chốt cho em cái này số 48. Sóc dài con. Kiểu như là cao cao tốt. Ra ấy. Ừ. Để đập tốt. Lái cho nó con biết như nào được. Rồi đây, cái này cho em số 48 nha. 48 kèm số thoại giúp em. Một cái len rất là đẹp luôn. 48 kèm số thoại giúp em. Đây phong nhỏ 47 cái lại vừa. 47 cái lại vừa nha. Cho em cái này số 48 nha mấy chị yêu ơi. 48 kèm số thoại giúp em. Cái này rất xinh luôn, tay của nó rất mới. Cái bo này rất đẹp luôn. Cho em cái này số 48 nha. 48 kèm số thoại giúp em. 48 kèm số thoại giúp em. 48 cho em áo là 48 nha. 48 kèm số thoại giúp em. Một cái áo phông nhỏ. Thôi chết đỡ nó vừa lái. Sốc này nó bay cái gù vậy. Sốc bay gù nói mà. Cô đỡ các bạn nghe đài ở tập trước chứ một con. Một cái crop top nha mấy chị. Một cái crop top nha. Này bị rách rồi. Này bị rách rồi. 203 nha. 203. 203 Bùi Thị Xuân. Cái này bị rách rồi nè cô. Cô má uống bình nè. Rách bỏ vậy không? Rách bỏ qua. Chị nhớ đấy hoạt lên chỗ thân nè con. Ở chỗ cái giường ấy. 1 203 hay 230 không? 2203 Bùi Thị Xuân. 203 Bùi Thị Xuân nha. Nguyễn Nguyễn Phương Ly. Một cái màu trắng pha sáng này mấy chị yêu ơi. Cái này hình như của Nam hay sao á. Cái này hình như của Nam hay sao. Cái này hơi bự nè. Cái này hình như của Nam hay sao á. Đợi đợi cho nó đi cô. Đợi cho nó quẹt xuống nha. Đợi nó bay ra. Rồi một cái này hình như của Nam nha mấy chị. Cái này hình như của Nam nha. Nam tầm 70kg vừa này. Chốt cho em cái này số 50 nha. Chốt cho em cái này số 50 nha mấy chị yêu ơi. Chốt cho em cái này số 50 nha. Một cái trắng pha sáng hình như cái này của Nam á mấy chị. Rồi chốt cho em cái này số 50 số 3 số máy quên mất. Chốt cho em cái này số 50 nha mấy chị yêu ơi. 50 nha, 50 cho em cái áo này nha. Nam tầm 70kg lại vừa. 70kg 60kg vừa nha. Chị đang coi họ kém nó nữa nha. Kém nó vừa không? Cũng xói cho nè, xói cho ra thứ nó coi coi không? Một cái kem gặp mấy chị, một cái một kem gặp. Một cái một kem gặp. Phong nhỏ nha, phong nhỏ crop top nè. Phong nhỏ crop top nè, cái này dễ thương này Diễm Quyên, cái này dễ thương này em ơi, chốt cái này cho chị đi. Chốt cho em cái này số 52 nha.
52 kèm số điện thoại cho em một cái áo kem gặt phong nhỏ này mấy chị. Đó, chốt cánh sao già này. Chốt cho em cái này số 52 nha. 52 kèm số điện thoại giúp em. 52 cái áo kem gặt này nha bác chị yêu ơi. 52 kèm số điện thoại giúp em. Rất là xinh luôn. 52 cho Thanh Ngân nha, Diễm Viu xem sale hoài he. 52 cho Thanh Ngân này. 52 cho Thanh Ngân cho xin. Chỗ đâu đổ sữa không sao vậy? Con đúc cũ. Con ướt luôn người ta. Chị chốt ướt. Không, sao có bơi, có bơi. Chốt cái đây cho Thanh Ngân này cô. Xem không hả? Bánh dễ được không? Thanh Ngân ơi, cho em xin thông tin địa chỉ nha chị ơi. Thanh Ngân cho em xin thông tin địa chỉ nha. Rồi, có số điện thoại rồi, có số điện thoại rồi. Một cái khót len màu đỏ này mấy chị yêu ơi, hút này giờ thương cực kỳ luôn á. Em thích mấy cái dạng dạng như thế này nè. Này còn mạt luôn, mấy hàng Mỹ. Hàng Mỹ nó có hai cái dây phơi này nè nha mấy chị. Đó, rồi chốt cho em cái này xuống 54 nè mấy chị. 54 kèm số điện thoại giúp em. Chốt cho em cái này số 54 nha. 54 kèm số điện thoại giúp em một cái khóc màu đỏ này. Đó, mình mặc váy như thế, như mặc như thế này giống em này. Đó, rồi khóc ở ngoài giúp em. Rồi 54 cho Thanh Ngân, cái này đẹp lắm nha chị ơi. 54 cho Thanh Ngân. Và Thanh Ngân luôn hả? Dạ, dạ, nói luôn. Một cái màu đa siêu phẩm, đẹp lắm nha chị yêu ơi. Rất là đẹp luôn này. Hành đào, hành hình sao luôn nha. Hành đề ảnh hình sale luôn nè. Một cái màu đè rất là xinh luôn á chị. Nó có cái chuốt nè. Cho em cái này số 56 nha. 56 cái áo này nha mấy chị yêu ơi. 56 cái ảnh số hỏi giúp em một cái màu nâu. Màu nâu đè rất là đẹp nha mấy chị. Đó, nó ở chuốt này rất là xinh luôn. Cho em cái này số 56 nha. 56 cái ảnh số hỏi giúp em. 56 cái ảnh số hỏi giúp em nha. Chốt cái áo cho em số 56 nha mấy chị yêu. 56 cái ảnh số hỏi giúp em. Chia sẻ giúp em nha. Hai không ba gần đầu em xíu chị ghi lái luôn nha. Phải chị Thanh Ngân kia không biết chỗ đối diện cái shopping đồ á chị, shopping đồ á chị, đối diện shopping đồ á sát gần nhà chỗ đồ sân bay nè mấy chị biết chỗ nhà cô gì á, cô Phan bán đồ á, đúng Phan ấy, đúng Phan bán đồ á, cái chỗ ship chỗ hàng xe hàng bình á, chỗ 203 bùi chú hàng bình ấy, một cái như cái này hàng đi o luôn á chị, thấy không đó. Hàng Dior luôn này, chuẩn size L nha. Chuẩn size L này đặc biệt, len của nó cầm nó rất là đẹp đúng không chị? Cầm nó rất là mịn luôn. Bữa sau đi lại lên không kỹ cho mày nữa. Kỹ một cái nó bay sạch luôn. Đây một cái màu đỏ cái này xinh lắm luôn á chị, cái hàng Dior. Còn đi xanh đèn đỏ, đúng rồi. Đúng rồi, xanh đèn đỏ. Đúng rồi nha mấy chị ơi, rồi cái này của hàng Dior chị yêu, cái này 58 cái vừa luôn. Mẹ rộng rộng như em này cũng siêu dễ thương nha. Cho em cái này số 58 nha mấy chị yêu ơi, cho em cái này số 58 một cái đỏ sạch rất là đẹp luôn. Dẹp ra cái này là đẹp khỏi phải chơi nha mấy chị. Dẹp ra cái này đẹp phải biết luôn á chị yêu ơi. Rồi cho em cái này số 58 nha. 58 kèm số điện thoại giúp em một cái đỏ này. Cái này của Dior luôn á chị. Cái này cái mẹ của nó Dior luôn á. Rồi 58 cho Thanh Ngân luôn nha. Ngăn chút còn mất cái địa điểm không? Hào xương bán đến chục. Hào xương bán đến chục. Rồi trang văn sao nè. Đẹp quá. Dạ đúng rồi. Mấy chị yêu một cái cổ rộng như thế này nha. Cổ nó rộng rộng. À đây. Mặc như thế này đi mấy chị yêu ơi. Đó, dễ thương quá luôn, một cái màu xám, màu xám cái này xám mối tiêu rất là xinh luôn. Mặc cho em như thế này nha. Dạ mấy chủ em công bằng lắm chị yêu ơi, không sao đâu em công bằng lắm. Không sao hết, quen lạ gì em công bằng lắm. Trước là em đỡ trước, không có bơi dành giật gì sao hết đó mấy chị yêu ơi. Trước là em đỡ trước, em rất là công bằng luôn. Đây một cái màu xám có túi này mấy chị, rất là dễ thương. Mặc cho em như thế này nha, mặc cái kiểu như thế này giúp em nha. Đẹp vai như thế này nha mấy chị yêu ơi, cho em cái này số 60 nha. Vinh Văn số còn, cái áo này là số 60. Vân còn xem đâu cháu, cho con xin số điện thoại đi. Vinh Văn này giờ cũng thấy luôn á, chắc xẻ ra qua. Vinh Văn ơi, nếu như không lấy thì sáng ra bán nha. Chị Vinh Văn còn xem không? Chị chốt cái áo mà chờ không cho thông tin địa chỉ á, em xin từ đầu la tới giờ hả? Trời em khổ quá. Anh này đỡ đẹp cho. 58 này tới chỗ chị Hạnh Hình gần nhà Tuấn Phong đó. Rồi tới Thanh Ngân chút 58 tới Hạnh Đào này. Tới Trang Văn tới Nguyễn Gia Hăng này. Đó rồi tới chị Hồ Yến đẹp quá này. Rồi tới Trang Văn 58 này. Tới Diệm Quyên này mấy chị. Đó rồi cô Hạnh Đào. Hạnh Đào là cô trước mà này. Kéo xuống xem là đi này đó. À cô Út nè. Nỉ giờ không thấy cô Út mà.
Rồi, em công bằng lắm mấy chị thôi, đừng lo nha, còn rất là nhiều cái đẹp luôn. Đây, cái áo xám này mấy chị chốt cho em đi, một cái áo xám đẹp vai như thế này nha mấy chị yêu ơi. Một cái xám đẹp vai như thế này nha, cho em cái này số 60 nha mấy chị. Cho em cái xám này số 60 nha, đó, rất là xinh luôn. Đẹp vai như thế này nha mấy chị. Cho em cái này số 80 nha. 80 kèm số điện thoại giúp em, để chụp hình lại, chụp màn hình lại. Ủa ai chưa cho, chưa có số là cũng kêu luôn nha. Rồi rồi. Chụp dính vô nhà biết rồi. Rồi, cái này rất là đẹp nha. Đó chốt, cái này không chốt này mấy chị. Cái này cho em số 60 nha, cái này không chốt uổng lắm luôn á. Em cái này số 60 nha. Để lựa mấy cái đẹp đẹp bán cho mấy chị luôn này. Giờ mấy chị mắc công chuyện rồi. Một cái màu vàng cuốn màu trắng. Diễm Viên có số chị ơi. Ai? Diễm Viên hả? Hình như là chút nữa cũng không ra số, hình như trong điện thoại không có sao. Diễm Viên ơi, em còn xem không? Cho chị xin lại số điện thoại đi em. Ha ha, hôm nay có Diễm Viên cho số đâu. Một cái màu vàng ngời nha mấy chị yêu ơi. Đó, màu trắng này, túi màu trắng nữa xinh luôn. Phải cái túi màu trắng đó xinh luôn nha. Cho em cái này số 62 nha. Cho em cái này số 62 nha mấy chị yêu. Này chị nào đó, này lên giật rất là dễ mặc nha. Đó, cho em cái này số 62 nha. 62 kèm số điện thoại giúp em. Một cái áo vàng ngời rất là xinh luôn. Đắp cái túi màu trắng rất là đẹp mấy chị. Làm cái áo mà nó nổi rất là đẹp luôn. Cho em cái này số 62 nha. Cho em cái áo này số 62 nha. 62 kèm số điện thoại giúp em. 62 cái áo này nha mấy chị yêu ơi, 58 59 ký vô luôn. 62 kèm số điện thoại giúp em. Một cái màu nút đậm này mấy chị. Cổ tim nha, một cái màu nút đậm cổ tim nha. Đó. Chị nào ngại á, mặc với cái áo trong màu đen như thế này giúp em nha. Đó. Rồi mấy chị ơi, đừng cãi nhau nữa, em sợ lắm. Rồi rất nhiều cái đẹp luôn này, rất nhiều cái đẹp luôn á. Mấy chị cứ theo dõi lá từ từ, em bán chưa hết mà. Đó, rồi ra một cái nút đậm nè mấy chị yêu ơi. Này bạn cho em số 64 nha. Một cái nút đậm này, cái này cho em số 64 nha mấy chị. 64 kèm số điện thoại giúp em. Cho em cái này số 64 nha. 64 kèm số điện thoại giúp em. 55, 57 cái lại vừa. 55, 57 cái lại vừa, cho em cái này số 64 nha. 64 kèm số điện thoại giúp em. 64 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu. 64 kèm số điện thoại giúp em. Một cái crop top rất dễ thương. Diễm với em còn xem không, cái này cũng đẹp lắm nè em. Ủa đấy em trời là, ủa đấy là mới lên kèn luôn. Một cái cho nam này mấy chị. Một cái cho nam này. Nhường cái đó hả? Vinh Văn phòng coi em, Vinh Văn phòng coi em. Thôi xẻ cái của Vinh Văn ra của Vân Văn á. Vân Văn á. Dạ. Rồi chị Hành đeo ok không? Chị Hành đeo ok không? Chị Thanh Ngân dùng là cho bỏ cái cô Hành đeo luôn. À cô Út này, cô Út này. Rồi xả cái này nè chị ơi. Nè má chị ơi, cái này lúc này chị nè chốt nè. Vân Văn nha, Vân Văn hồi nãy bây giờ còn coi cho số rồi chốt cho chứ không là má chứ giờ đợt đó đi. Nè chốt mà không có xin địa xong xin địa chỉ không cho này vô nè má chị. Rồi cô Út ok không? Ok để cũng được, cái áo cho cô Út rồi đợi cho em lựa cho chị Thanh Năng ra khác. Ba một cái này size S luôn á chị. Cái này size S size M vừa nha. Chốt cho em cái này số 50. Một cái xanh của ba này mấy chị yêu ơi. Nem máy nào cũng biết rồi chứ. Rồi chốt cho em cái này số 65 nha mấy chị. Chốt cho em cái này số 65 nha. Một cái xanh coban sập rất là đẹp luôn. Cái này size S, size M mẹ ok luôn. Size S, size M mẹ ok luôn nha mấy chị yêu. Rồi chốt cho em cái này số 65 nha. 65 kèm số điện thoại giúp em. 65 kèm số điện thoại giúp em. Lúc này chị kia chốt mẹ xin địa chỉ hoa hồng cho nè. Em xả ra nè. À, chốt cho em cái xanh coban này. Số 65 nha. 65 kèm số điện thoại giúp em.
Rồi em tới mấy chị yêu ơi, em ăn lụa cho mấy chị nè. Đây một cái màu đỏ xa nhỏ này mấy chị, một cái màu đỏ xa nhỏ này. Cái này dạng áo khoác không mấy chị? Dạng áo khoác nghe chị là thích mặc áo len đó, thì mặc giùm em cái áo màu đen phía trong giùm em. Đó chốt cho em cái này số 67 nha. Số 67 cái đỏ này nha mấy chị yêu, cái này size S nha. Cái này size S nha, chốt cho em cái này số 67 nha. 67 kèm số điện thoại giùm em, một cái màu đỏ này rất đẹp luôn, cái ren của nó này. Nó cái này dạng áo khoác không mấy chị? Nhẹ áo khoác á, nhưng mà chị nào thích mặc á thì mặc vô cái áo màu đen phía trong giúp em nha. Rồi lá cái này cho chốt cho em số 67 nha mấy chị yêu. 67 kèm số điện thoại giúp em, 67 kèm số điện thoại giúp em. Chia sẻ giúp em nha. Bê lá cái vừa rồi màu nâu rồi để cho cô luôn. Dạ ok, màu nâu như là cái đây xe hãng bố phải cái đây không bố, phải cái đây không cô, lá cái của lá cái bì thanh ngăn á, bỏ cái màu đỏ sạch đỏ đỏ ra như lá cái màu nâu nữa ghi cho con cái bì hành đào. Một cái phong nhỏ của ba phân, một cái phong nhỏ của ba phân rất là đẹp luôn. Cái đây hành đào hả? Hành đào đầu lá cái màu đỏ trong bì đấy, bỏ với bên ai luôn cô. Bảo bé bông bị điên quá đó, bây giờ bị để có má đụng xong đầu tiên ấy. Bị để có má đụng đầu tiên nó nè nè đó. Mấy cái đó mà hành đào hả? Yeah. Rồi ok đúng con đây mấy chị yêu ơi, một cái form nhỏ này Diễm Nguyên còn xem nó đẹp này em. Cái cổ đánh cương này. Đây. Dạ. Yeah. Bỏ cái đó cho hành đào. Rồi. Rồi ai lấy cái đỏ này, đỏ sạch đỏ này của Cương chốt cho em số 69 nha. 69 kèm số điện thoại giúp em. Cái cổ này mấy chị yêu thấy không? Cái cổ này nó len của nó rất đẹp luôn, len của nó này mấy chị thấy không? Rồi chốt cho em cái này số 69 nha. 69 kèm số điện thoại giúp em. 69 cái này nha mấy chị yêu ơi, 69 kèm số điện thoại giúp em nha. 69 kèm số điện thoại giúp em, một cái áo màu đỏ. Phong nhỏ này mấy chị, phong nhỏ 47 cái là vừa, 47 cái là mặc đẹp. 47 cái là mặc đẹp nha, lá thì gửi cho em số 69 nha, 69 kèm số điện thoại giúp em. Một cái màu trắng tay lỗ, trắng này không một lỗ nữa luôn á chị. Cái trắng tay lỗ này không một lỗ nữa luôn nè, đó. Áo này tay ở trước ngắn sau dài này rất là đẹp luôn nha. Cái len cái chắc của nó này mấy chị thấy không? Đồ cho em cái này số 71 nha. 71 kèm số điện thoại giúp em. 71 kèm số điện thoại giúp em nha. Một cái áo rất là xinh luôn nè mấy chị yêu ơi. 71 kèm số điện thoại giúp em nha. Trước ngắn sau dài này. Đó, mặc rất là xinh luôn. Lấy cái này chốt cho em số 71 nha. 71 kèm số điện thoại giúp em, một cái trắng này. Trắng tinh khôi mấy chị, trắng tinh khôi. Rồi cái này chốt cho em số 71 nha. 71 kèm số điện thoại giúp em. 71 kèm số điện thoại giúp em. Những gia hông là nó cho số điện thoại mà nó chốt nha. Nãy giờ có cái nào không những gia hông hả? 28 gì sao quên. Những gia hông xe lái xe lục bụng với lái. Đây một cái sọc. Bay hết trong mày rồi. Dạ em bay sạch luôn rồi, em xóa luôn. Nó vừa xem ra lên là không bao giờ kể trong mày nữa. Lừa cho chị. Có cái nào của lọ không em? Có chị có mấy cái khổ lọ.
lựa cho phong bóp đi. Dạ rồi ok nha, ok thì nhé ha. Một cái trắng đen rồi đây là mấy chị yêu ơi, một cái trắng đen rồi đây. Đụng với đâu là đó vậy? Một cái trắng đen nè mấy chị yêu. Cái này không phải trắng đen. Tiếp theo là xanh đen nha mấy chị. Xanh đen nha, xanh đen với trắng nha. Cái này rất là xinh luôn nè, em nữa mình ok luôn nè mấy chị. Em nữa mình ok luôn nha. Cái này bị dính mèo rồi. Dính đâu Việt Nam nha biết. Cô dính mèo rồi nè. Được rồi, thì dính nhiều. Dính hai trắng. Cái này dịch ra, cái này dịch ra hết á. Nó đi ra trong cái cục. Rồi chị nào thích cái này chốt cho em nha. Nó bị dính nè mấy chị yêu ơi, dịch không đây đem trả lại giúp em nha. Chị nào thích thì chốt cho em số 65 nha. Chị nào thích chốt cho em số 65 nha. Đó này nó bị dính 200 cái ra này. Chị nào thích chốt cho em số 65. Chính xanh đen rất đẹp luôn. Dịch không đây đem trả lại nha mấy chị yêu, dịch không đây đem trả lại giúp em. Này có các cổ lọ đâu nha. Trắng vàng là trắng bao bì. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Trắng vàng là trắng vàng cho số cổ là bao bì là số 1 là. Cái gì cô? Trắng vàng cho số là bao bì là bì nó đang đi. Ui vô trà chết. Đây một cái màu ghi á chị, cái này màu ghi nha. Đó, lên nè, chắc lên nè. Bắt đẹp, cái này cho em số 71 nha. 71 kèm số thôi em chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ giúp em nha, cái màu ghi mặt trắng rất là trắng da nha mấy chị. Màu ghi mặt rất là trắng da nha, chốt cho em cái này số 71 nha. 71 kèm số thôi giúp em. 71 kèm số thôi giúp em nha mấy chị yêu ơi, cái này còn mạt luôn á. Đa số cái này còn mạt hết. Rất là xinh luôn. Cho em cái này số 71 nha. 71 kèm số thôi giúp em. 71 kèm số thôi giúp em, 71 cho Nguyễn Phương Ly. Nguyễn Phương Ly cô lộn lại cho người ta em cô. Nguyễn Phương Ly có rồi. Cô bỏ ra chừng là cô với lại. Một cái khóc len màu đỏ nữa chị. Một cái khóc len màu đỏ rất đẹp đỏ chấm vi. Bên ngoài đã đậm nha, không có tươi tươi, không có bị chói trong hình. Đây một cái áo khóc len chấm bi rất là xinh luôn. Chốt cho em cái này số 73 nha. Dạ của em á Nguyễn Phương Ly. Quý Lê Ngọc sao rồi? Quý Lê Ngọc sao rồi? Một cái khóc len màu đỏ chấm bi rất là xinh luôn nha. Cho em cái này số 73 nha chị yêu ơi. Cho em cái này số 73 nha. 73 kèm số điện thoại giúp em. 73 kèm số điện thoại giúp em á chị yêu. Chị ở đâu vậy? Chị ở Ác Thơ Gia Lai nha em Yến Nguyễn. Chị ở Ác Thơ Gia Lai nha, chị ship toàn quốc nha. Ship toàn quốc nha. Đó. Rồi ai chốt cái khóc len đỏ chấm bi này chốt cho em số 70 nha. Số 75 nha. Em cứ ra nhà nha em ơi. Em cứ ra nhà chỉ là mẫu like thôi. Em cứ ra nhà nha. Rồi có cô gia cho em. Em đập con cô gia cho em. Quý lô nhập phí 3. Đó. Quý lô nhập phí 3 vậy nè con. Phí 3 sâu. Phí 3 đây là áo đỏ đỏ đỏ. Rồi chốt cho chị Quý Lê Ngọc nha. Hà Phạm 75 gì đó. Không, cũng chốt cho. Cái đó là 73 này, cái mới đâu. 75, quả lộn 73. Nếu đi nể đẹp lộn sao chốt gì đó. Mai nữa cô nói con cô ấy dán xuống cái này nè. Dán mua bên kêu màu vàng này cô gì. Một cái màu hồng cổ tim mấy chị yêu. Một cái màu hồng cổ tim nha. Màu hồng rất là thương. Trời nào ngại mẹ cái áo lót phía trong giúp em như thế này nha. Rồi chốt cho em cái này số 76 nha. 76 kèm số hỏi giúp em. Một cái màu hồng rất là đẹp luôn. Chốt cho em cái số 76 nha. 76 kèm số hỏi giúp em. 76 kèm số hỏi giúp em. Quý lớn gặp cho số hỏi luôn kìa. Chốt cho em cái này số 76 nha mấy chị yêu. 76 kèm số hỏi giúp em. Chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu ơi. Sao tụt view rồi. Đây giờ chốt cho em cái này số 76 nha. 76 kèm số điện thoại giúp em. 76 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi. Màu hồng này rất đẹp luôn. 6kg vừa luôn á chị. 6kg vừa luôn nha. Chốt cho em cái này số 76. Lâm là Hà Phạm là cái đi lộn. Dạ nhà cô mạng á cho cô chị mới lên nha. Một cái len găng của Ba Phong á chị yêu ơi, cái len này cực kỳ đẻ luôn á chị.
size S nè, size S nè, chuẩn size S nha. Rồi đây một cái len găng nè, chị nào thích thì chốt cho em vàng nha. Nó trên mạng bán cũng 60k này, nhưng mà cái chất thì rất là đẹp, rất là mịn. Chất này rất là mịn và rất là dày nha. Một cái len găng màu vàng. Đây chuẩn size S đó chị yêu ơi. Đây chuẩn size S nha. Của ba phân này, đó một cái len màu vàng. Mùa lạnh rất cần ba cái này, ba cái như thế này nha mấy chị. Ngồi áo len ra rất cần ba cái áo như thế này nha. Đó, rất là xinh luôn. Rồi cho em cái này số 79. Cho em cái áo len găng này số 79 của ba phân nha, màu vàng rất là xinh nha mấy chị yêu ơi. Rất là xinh nha, cho em cái này số 79. 79 kèm số thoại giúp em cái này size S mấy chị. Này size S 50kg trở xuống mặt đẹp. 50kg trở xuống mặt vừa nha. 50kg trở xuống mặt vừa. Khóc lên đó chị. Khóc lên cái nào đó chị Quý Lê ơi, khóc lên cái nào chỗ em nhưng khùng vậy. Khóc lên màu đỏ hay là cái nào chị? Khóc lên lúc nãy màu đỏ chấm bi là cái nào? Rồi chị này lấy cái len găng này chốt cho em số 79 nha. Len găng màu vàng này mấy chị yêu ơi, lót lên rất là mịn luôn á. Rất là mịn luôn. Cho em cái len này số 79 nha. 79 kèm số thoại giúp em. Mua về mặc mùa nắng ok, mùa nắng dưỡng da ok luôn. Cho em cái này số 79 nha. Đẹp mà nhỏ, dạ đúng không cô? Đẹp mà nhỏ. Một cái màu đà, màu cà phê mấy chị. Này màu cà phê nha, cổ tim này. Nó rất là xinh luôn, cổ tim. Này tầm 55kg độ lại vừa. 55kg lại vừa nha mấy chị yêu. Ủa ra giúp em, ủa ra là mới nha. Ủa ra là mới nha, chốt cho em. Chốt là con lên 55kg. Hình như vừa trời, tại vì vừa em mà. Rồi đây một cái màu cà phê nè mấy chị yêu, màu cà phê. Cho em cái này số 80 nha. Cho em số này số 80, 55kg lại vừa. 55kg lại vừa nha, cho em cái này số 80. 80 kèm số thoại giúp em. 80 kèm số thoại giúp em. Lên một có màu đen pha chuẩn nữa chị, lên có màu đen pha chuẩn nha. Đó, lên một có màu đen pha chuẩn rất là đẹp nè. Này phọc dài, chị nên mặc với một ôm một cơ. Đẹp với váy nha em cũng dễ thương nha. Rồi chốt cho em cái này số 73 nha mấy chị yêu ơi. Chốt cho em cái này số 73 nha. 73 cầm số thoại giúp em. 5758 cái vừa. 5758 cái lại vừa luôn. Chốt cho em cái này số 73 nha. 73 cầm số thoại giúp em. 73 cầm số thoại giúp em mấy chị yêu. Một có màu đen này. Có màu đen này, chốt cho em cái này số 73 nha. Chốt cho em cái này số 73 nha mấy chị yêu ơi. Chốt cho em cái này số 73 nha. Một cái siêu phẩm cực kỳ đỉnh nha mấy chị. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này rất là dày luôn mấy chị yêu ơi. Hàng hãng. Em mua cái hãng đấy rồi, hàng hãng nha. Đây rất là xinh nè. Đẹp quá à. Này đẹp lắm nha mấy chị yêu ơi. Một cái màu nó pha rất là đẹp luôn. Em đẹp số mấy chị chốt nha. Chia sẻ giúp em nha. Dạ đồ si nha. Dạ đồ si. Si tuyển. Này hàng lên nhặt. Này màu đen đẹp quá à. Này mà lá chắc mua mạch luôn á. Đẹp mà. Màu này rất là đẹp luôn, màu tiêu nè. Lên vàng em coi lại đi chị. Lên vàng. Rồi chốt cái từ, đợi em tí nha. Chốt cho em cái này mã số 82. Mã số 82 cho một cái siêu phẩm này nha mấy chị yêu ơi. Mã số 82 cho một cái siêu phẩm này nha. Mã số 82 cho một cái siêu phẩm này nha. Chốt số đi mấy chị yêu ơi, chốt số đi. Mã số 82 cho một cái siêu phẩm này nha. 82 mấy chị yêu ơi, 57, 58 cưới vừa luôn. 53 cưới như em mặc vẫn đẹp. 53 cưới như em mặc vẫn đẹp nha. Thanh Ngân 82 rồi này. Rồi cho Thanh Ngân 82. À. Ôi ôi, chắc có gì uống thuốc không ạ?
chánh chị không ôm đi đó mà mốt có chồng mất đâu ông bài. Anh chị đeo đâu đây lên găng này, lên găng này chị ơi, lên này rất là đẹp, rất là mịn luôn đó, rất là mịn luôn. Lên này rất là đẹp lắm nên em mới cứ lại vừa, em mới cứ lại vừa, nhưng mà lên găng của bé Phong rất là đẹp luôn, của bé Phong rất là đẹp luôn. Ở xem nó có cái tay lê gì đó mà ta. Tay lê nó lộn đâu em. Nó lừa lừa ra nó lộn nó đâu. Cái đóng cái dưới này. Anh Ngân có số điện thoại rồi em. Ghê lắm sợ. Có đâu, có số đâu. Đồng giá xám 80k, đồng giá 60k nha. Xanh Nguyễn, Xanh Nguyễn Thị, Mỹ Hạnh lấy vàng cho con đi cô. Này cô, Mỹ Hạnh nào ạ? Một cái màu tím xanh. Một cái màu tím xanh nha mấy chị yêu ơi. Xanh tím hay tím xanh gì nè. Mỹ Hạnh ơi, cho cô xin số điện thoại đây nha. Do mẹ chị chậm nha, lúc mà chị comment số là được rồi. Một cái này dễ thương quá mấy chị. Cái này xẻ nha, cái chỗ xẻ của nó có nút này, màu này cũng mặt trắng da cực kỳ luôn. Tay nó lực lưỡng cực kỳ dễ thương. Len này rất hơn nó cũng dày nha mấy chị. Dày luôn, rất là dày luôn. Rồi cho em cái này số 85 Mimosa, đó có mẹ Mimosa á. Rồi một cái màu xanh tím này chốt cho em số 85 nha mấy chị yêu ơi. Chốt cho em số 85 nha, một cái màu xanh tím cực kỳ xinh luôn. Dày lắm mấy chị, không phải thái như thế này mà mỏng nha. Dày lắm nha, chốt cho em cái này số 85 nha mấy chị yêu. Cái dễ thương mặt vơ vét cực kỳ xinh luôn á. Đẹp quá à, mặt vơ vét cực kỳ xinh luôn nha mấy chị. Xẻ tay này cô mới mình chứ mấy chị cô cái tay của nó đi. Đó cho em cái này số 85 nha. 85 kèm số thỏa giúp em. 85 kèm số thỏa giúp em mấy chị yêu ơi. Đó rất là xinh luôn. Tay của nó lỡ lỡ lửng lửng này. Đó, 85 mã số 85 cái này giúp em nha. 85 nha. Tám mươi lăm cho Xanh Nguyễn Thời. Xanh Nguyễn Thời ơi, cho em xin thông tin địa chỉ đó chị ơi. Xanh Nguyễn Thời, cho em xin thông tin địa chỉ nha. Xanh Nguyễn Thời. Một cái màu hồng phọc dài, một cái màu hồng phọc dài cho cô nè, thích phọc dài đây, cổ tim ôm. 53 55 cứ lại vừa, 55 cứ lại vừa nha. Cho em cái này số 87. Dạ được nha, dạ được nha chị Thuận ơi. Rồi cho em cái này số 87 nha mấy chị yêu ơi. Một cái len, len dệt màu hồng đậm phọc dài nha mấy chị yêu. Cho cô là thích mặc phọc dài còn mạc luôn. Cho em cái này số 87 nha. 87 kèm số điện thoại giúp em. 87 kèm số điện thoại giúp em. Một cái len dệt màu hồng rất là đẹp luôn. 87 kèm số điện thoại giúp em. 87 kèm số điện thoại giúp em nha. Ghi mà có màu hồng gì là. Ghi mà có màu hồng dài nha mấy chị ơi. Xanh cho xin số điện thoại luôn đi. Xanh Nguyễn Thời, cho em xin thông tin địa chỉ nha chị ơi. Xanh Nguyễn Thời, cho em xin thông tin địa chỉ nha. Một cái hồng à nó to như vậy. Một cái hồng tây lửng cánh dơi, một cái hồng tây lửng cánh dơi đó mấy chị yêu ơi. Ủi ra giúp em nha. Màu hồng phấn cực kỳ đẹp luôn. Màu hồng phấn cái liền của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Chốt cho em cái này số 89 nha mấy chị yêu. Chốt cho em cái này số 89 nha, một cái tây lửng này. Diễm Nguyên. Em không đi học sao vậy em? Chốt cho em cái này số 89 nha. 89 kèm số điện thoại giúp em. Một cái tay lửng màu hồng phấn rất là đẹp luôn. Một cái tay lửng màu hồng phấn rất là đẹp luôn nha mấy chị. Xanh Nguyễn ơi, cho xin thông tin địa chỉ đây cháu. Xanh Nguyễn Thị ơi, cho em xin thông tin địa chỉ đó chị ơi. Rồi chốt cho em cái này số đây chưa hả chị? Chốt cho em cái này số 89 nha mấy chị yêu ơi. Cái hồng tay lửng này cực kỳ dễ thương luôn. Cho em cái này số 89 nha. 89 kèm số điện thoại giúp em. Một cái tay lửng màu hồng dễ thương quá.
chua tê da được á, đúng không em? Tê da này bỏ ra nó có màu hồng dễ thương, chịu không nữa. Đây một cái màu hồng xinh không kém. Hồng này là màu trắng hồng nha má chị yêu. Lưu ý giúp em là màu trắng hồng nha. Đó, này lên lên dệt nha, lên dệt nha. Em nói lên dệt là nó chỉ là lên dệt thôi, nó không có được dày lắm nha má chị. Nó không có được dày như mấy cái lên bình thường nha. Đó, tốt cho em. Chú em cái gì vậy trời? Em cái gì mình không? Em cái chút gì? Rồi giúp em cái này màu trắng hồng nha mấy chị yêu. Đó, cái này lên dệt của nó không được dày lắm nha. Chốt cho em cái này số 91 nha mấy chị yêu. Số 91 nha, 91 cảm số thỏa giúp em. 91 cảm số thỏa giúp em nha. 55, 57 cái loại vừa. 55, 57 cái loại vừa. Sanh Nguyễn ơi, cho cô xin số đi. Cho cô xin thông tin địa chỉ đi Sanh Nguyễn. Ai bấm bi thì chuẩn bị bàn phím giúp em. Ai bấm bi thì chuẩn bị bàn phím giúp em. Đây, tiêu nè. Dạ, đợi em lên. Ai bấm bi thì chuẩn bị bàn phím giúp em nha. Có một cái váy này, váy xanh của bạn. Gặp bây giờ váy. Dạ tiền ship bưu điện lái nha mấy chị ơi, tiền ship bưu điện lái em không biết nha. Dạ, mà chắc tầm 30k là cùng. 30k là cùng. Đây, một cái cục nơ chấm bi đó mấy chị yêu ơi, một cái cục nơ chấm bi nè, đó, được coi, cục tào lao rồi. Đây một cái cục nơ chấm bi này mấy chị ơi, một cái cục nơ chấm bi này đó. Cái nơ này cổ như thế này nha, bẻ cổ ra giúp em nè, đó, rất là xinh luôn. Dễ thương cực kỳ luôn mấy chị yêu ơi, dễ thương bé luôn. Đây đẹp hả cô? Đây đẹp hả? Dạ rồi, đợi em tí chị Thanh Ngân ơi, đợi em tí nha, đợi em đưa cho chị. Đây, một cái nơ cục nơ này rất là xinh luôn. Em cục tào lao này đó, cục nơ rất là xinh luôn. Chốt cho em cái này số 93 nha mấy chị yêu ơi. Rất là bánh bèo luôn này, chốt cho em cái này số 93 nha. 93 kèm số thỏa giúp em. 50 cứ lại vừa, 50 cứ lại vừa nha. 50 cứ được lại vừa. Là nghĩa là 47, 48 cứ vừa luôn á chị. 47, 48 cứ trở xuống là vừa luôn á. Rồi chốt cho em cái này số 93 nha. 93 kèm số thỏa giúp em. 93 kèm số thỏa giúp em. Tôi coi sao cột tùm lum tùm lá hết rồi. 93 kèm số thỏa giúp em. 93 cho thuận thuận. Cho thuận thuận nha. Thuận hồi nãy giờ chưa có. Dính nữa, dính tay nữa. Ui chua. Thuận hồi nãy giờ chưa có đâu. Để chốt nó còn bị hụt không à? Cho xin số đi Thuận Thuận ơi. Thuận Thuận ơi chốt đi. Xanh Nguyễn nữa, Xanh Nguyễn nãy giờ. Xanh Nguyễn thời hình như ra lái hay sao. Một cái màu đen tay lê ra mấy chị yêu ơi, một cái màu đen tay lê ra rất là xinh luôn nè. Sáng thì cảm ơn, cái này rất thơm luôn nha. Cái này mấy chị chỉ cần về giờ ủi ra giúp em thôi, không cần nhiệt đâu. Ủi đây là đủ chất, đủ chất mà chất mệt. Đây cũng không cần ủi mấy chị yêu ơi, cái này nó đẹp sẵn rồi không cần ủi. Đây, một em tay lê màu đen, chốt cho em cái này số 95 đây mấy chị yêu. 95 kèm số điện thoại giúp em. 95 kèm số thỏa giúp em, một cái tay lê màu đen chắc rất là đẹp luôn. Chắc này chắc lên giật nhưng mà nó dày nha má chị. Lên giật nhưng mà nó dày nè. Đó, chốt cho em cái này số 95 nha. 95 kèm số thỏa giúp em. 95 kèm số thỏa giúp em. Rồi 95 cho Thanh Ngân này. Thuận Thuận ơi, chốt hàng cho xin thông tin địa chỉ nha chị ơi. Rồi tiếp Trang Võ Diễm Quyên rồi sao hết rồi nha. Để cho chị thứ bảy chị ra mua thêm. Em rảnh không Quyên, ghé xuống đây lựa luôn em. Ghé xuống đây lựa luôn em. Sao hết rồi nha mấy chị yêu ơi, sao hết rồi nha. Ai một cái sạp siêu phẩm nữa đây. Một cái sạp siêu phẩm nữa đây. Cái này Thanh Ngân rồi nha. Thanh Ngân, lộn lại đi cô. Dạ, yeah, nó đẹp mà, sáng cô nói nó đẹp mà. Một cái len rất là đẹp luôn, cho em cái này số 96 nha. 96 kèm số điện thoại giúp em. 96 kèm số điện thoại giúp em. Không bị hết chung mày còn có. Còn có chút này. Rồi 96 kèm số điện thoại giúp em á chị yêu ơi. Một cái len rất là dễ thương luôn. Đó, nên 55 cái lại vừa. 55 cái lại vừa nha, chốt cho em cái này số 96. 96 kèm số điện thoại giúp em. 96 cho số Na Nguyễn. Em ở An Khê Gia Lai nha Hoa Mỹ ơi. Em ở An Khê Gia Lai, 96 cho Hoa. 96 cho Hoa Mỹ. Hoa Mỹ ơi, cho em xin thông tin quả lột.
96 cho Sona Nguyễn nha. Chị không biết em sale được đâu. Sona quen hả cô? Sona ai biết cô nào biết. Rồi Sona Nguyễn cho em xin thông tin địa chỉ đó chị ơi. Chốt cái đó cho em xin thông tin. Dạ rồi, đây siêu phẩm nè mấy chị ơi, siêu phẩm nè, rất là đẹp tay luôn. Rất là đẹp tay nè. Sona Nguyễn quen không cô? Sona Nguyễn cho xin thông tin đi chị ơi, không có em chốt cho người sale nha. Không cho em chốt cho người sale nha. Chắc người sale không tháo rồi, nó không có quen, tháo ra rồi từng điều là nó sưng nữa. Ồ đây một cái cổ ba phân mấy chị yêu ơi, làm rất là xinh luôn. Nó làm cái này rất là xinh luôn này mấy chị thấy không? Chắc của nó này mấy chị thấy rất là dày dạn luôn nha. Rồi cho em cái này số 99 đi mấy chị yêu ơi, cho em cái này số 99 đi. 99 cho em cái áo len này đi mấy chị yêu. 99 cho em cái áo len này nha, rất là xinh cổ cái này, bộ cổ ba phân này. Hello Thảo Lê nha. Ok chị Thuận Thuận nè. Rồi đây chốt cho em cái này số 99 đi mấy chị ơi, rất là dày luôn nè. Rất là dày luôn. Chốt cho em cái này số 99 nha. Đó. Rất đẹp luôn. 99 cho Thanh Ngân. An Khơi chỗ này chị xuống mua 203 Bùi Thị Xuân, 203 Bùi Thị Xuân nha chị. Thuận Thuận Hoa Mỹ ơi. Cô một cái len, cái này nam nữ mày ok luôn không, đây của nữ, đây của nữ nhưng mà nam là cỡ 60 ký hay nam 8 ký vừa luôn nha. Rồi chốt cho em cái này số 101 nha mấy chị yêu, 101 Thanh Ngân chốt cái đấy cho Thanh Ngân. Thảo Lê sao anh? Sao rồi. Dạ 60k nha, em bấm ghi ở dưới nha chị Thảo Lê ơi, 60k nha, đồng giá 60k nha. Rồi đây, một cái sạc rất là đẹp luôn, pha ba màu, chốt cho em cái này chợ 101. Rồi 101 cho Trần Mai nè. Trần Mai ơi cho em xin thông tin địa chỉ đó chị ơi. Trần Mai cho em xin thông tin địa chỉ đó chị ơi. Sona Nguyễn mới cho xin thông tin địa chỉ đúng không? Sona Nguyễn quay lên. Giấu quần rồi, thôi đợi em đưa chị, đợi cái này chắc nó có bo ở dưới chị. Có cái bo ở dưới này nó làm mình mặc hờ giấu quần không được. Rồi Trần Mai ra số điện thoại này cô. Rồi chút nữa xin sale vô chốt cho đấy. Đây ai đây? Gì đó? Nhìn má đẹp rồi, quần má không? Trần Mai. Nguyễn Thị là cho xin thông tin địa chỉ nha cháu, hai cái là chốt mà chưa. Dạ rồi, ok chị Thủy Tân Định nè. Là cái chén em mới bỏ xuống, đợi em tới với Lê Nguyễn Gia Hân. Còn cái tay lên này nhỏ cho em cái đó, rồi đợi chị lựa cho nha em. 20 Hồng Văn Thụ thì dạ rồi, có địa chỉ. Một cái màu xanh rêu muối tiêu mấy chị. Đó, muối tiêu xanh rêu nha. Cái này giấu không được nè chị Thanh Ngân cái này chờ. Chị Duyên Trần My ơi, Duyên Trần Mỹ ơi, cái đá chị chốt lâu lét rồi chị, cái điên tay lê đá chốt lâu lét rồi nha chị ơi. Tại giờ chị đi lái đô, không còn la được ấy nên chị luôn nghe. Rồi ok chị nha. Anh này chị cái này được không chị, cái cổ loại như thế này nè. Nhưng mà cái là dưới dấu không được nè chị, ok thì chốt cái này giúp em nha. Rồi anh là các em đang mặc chốt cho em. Chốt cho em 103 nha mấy chị yêu ơi. 103 kèm số thoại giúp em. 103 kèm số thoại giúp em một cái của lọ này đó. Mèo của nó mấy chị thấy không? Đó. Màu đen rầu pha xanh rêu mấy chị. Nó muối tiêu vào rất là đẹp luôn. Nó đi lên và rất là đẹp. Cái line của nó là mặc giấu luôn được luôn, mặc quần ôm được, mặc vế được luôn nha. Rồi là cái này chốt cho em số 103 nha mấy chị yêu. 103 kèm số thoại giúp em. 103 cho Khoan Nguyễn nha. Con Nguyễn ơi cho xin thông tin địa chỉ nhé, con Nguyễn ơi.
con Nguyễn là cô con á. Cô con á? Ừ, cô con đó, cô con ra lấy. Một cái áo khoác màu xanh cực kỳ đẹp. Một cái áo khoác màu xanh cực kỳ đẹp để lên này mấy chị yêu ơi, đó rất là xanh luôn. Cho em cái đây một lẻ nem nha mấy chị yêu. Len của nó rất mịn luôn. Cho em cái đây một lẻ nem nha. Một lẻ nem kèm số thỏ giúp em. Một lẻ nem kèm số thỏ giúp em cái này nha. Chết là đồ lỗ chàng vô đây vào. Quay về đúng ở đây thì có chỗ đúng như này đồ không vậy? Đây, một lẻ nem cho em cái này nha. Còn cái tay đen, tay lê đó không em chị ra lấy. Dạ cái đó em chốt lúc nãy đâu chị ơi. Em chốt lúc nãy lo lét rồi nha chị Duyên Trần Nguyễn ơi. Em chốt lúc nãy lo lét rồi nha. Rồi tới nữa em có cái như vậy thì em đợi cho chị nha. Rồi đây một cái len màu xanh rất là đẹp luôn. Chốt cho em cái này số 1 lẻ nem nha. Một lẻ nem kèm số thỏ giúp em. Một lẻ nem kèm số thỏ giúp em. Nem mua 7kg. Nem mua 7kg vừa nha chị ơi. Nem mua 7kg vừa. Nem mua 7kg vừa, cái đây là khót nha. Hot nha, 57kg vừa nha chị Thủy Tân Đình ơi. Thủy Tân Đình ơi, 57kg vừa nha. Chốt cho em cái này số 1 lẻ nem nha. Một lẻ nem kèm số thỏ giúp em. Một cái khót này, bóc lên. Một lẻ nem kèm số thỏ giúp em. Một lẻ nem cho Khoan Nguyễn. Rồi, Khoan Nguyễn nữa. Dạ. Một lẻ nem nữa có rồi. Một cái áo khoác nè mấy chị yêu ơi, một cái áo khoác nữa nè. Là không những hai cái nha. Hai cái. Một cái khoác màu đen mấy chị. Nó phe hoa văn rất là đẹp luôn, hoa văn của nó dạng như thổ cẩm rất đẹp luôn nha. Đó, chốt cho em cái này 106. 106 cái áo khoác lên này nha mấy chị yêu ơi. Nem 7 cái lại vừa. Nem 17 cái lại vừa nha, chốt cho em cái này 106. 106 kèm số hỏi giúp em. Cái này còn mạc luôn. Cái này còn mẹ luôn nha. 106 cảm số hỏi giúp em. Một cái áo khoác len màu đen, pha thổ cẩm rất là đẹp. Pha thổ cẩm rất là đẹp nha. 106 cảm số hỏi giúp em. 106 cảm số hỏi giúp em. Một cái khoác len màu đen rất là đẹp luôn. 57 cứ lại vừa. 57 cứ lại vừa nha. Cái len này có cái nếp không cô? Cho nó khỏi bụi. 45kg vừa không? Dạ 45kg là mẹ nó. Em 53kg nè. Em 53kg nè chị nhắn đi. 45kg em ngửi chắc cũng vừa nha chị. Chị Thảo lơ 45kg em ngửi chắc cũng vừa nha. Tại vì cái len rất là dễ mặc. Nhỏ nhỏ mặc dễ thương luôn. Lớn như em mặc ok luôn. To to như em mặc ok luôn. Rồi chốt cho em cái này 106 nha. 106 cầm số hỏi giúp em. Một cái len. Trời ơi cái này là váy len nha mấy chị yêu ơi. Cái này là váy len màu đen nha. Một cái váy len rất là đẹp luôn. Một cái váy len rất là đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Váy len nè, rất là đẹp màu đen. Màu đen nha mấy chị yêu. Màu đen nha. Cái này là váy len luôn á chị. Màu đen nha. Đây một cái váy len. Đó mấy chị thấy không? Xẻ ta nè, mấy chị thấy rõ mấy chị. Xẻ ta nè nha. Đó, váy len rất là đẹp luôn. Hoặc là cái này mặc dấu luôn, ok luôn. Thanh Ngân ơi, chị còn xem đó không? Thanh Ngân ơi, cái này ok luôn á chị ơi. Rồi, cái này cho em nem mua 7 cái lại vừa. Nem mua lạnh, em nói chị mặc rồng rồng như em dễ thương nha. Mua lạnh mặc rồng rồng như em dễ thương nha. Rồi, chốt cái này cho em 108 nha mấy chị yêu. Chốt cái này cho em 108 nha. Cái này dấu luôn ok luôn, mặc thành váy ok luôn nha. Đó, xẻ ta hai bên này mấy chị thấy không? Sẽ ra hai bên này rất là dễ thương luôn. Cho em cái này 108 nha. 108 kèm số thỏ giúp em. Một cái len màu đen rất là đẹp luôn, đi rất là dày. Đó, 108 kèm số thỏ giúp em. 108 cho Khoan Nguyễn luôn nè. 108 cho Khoan Nguyễn nha. Một cái áo khoác. Được rồi, cổ xây rồi. Một cái áo khoác cho mấy chị yêu ơi. Đó, gài nút như thế này nè, chắc của nó đâu chị thấy không? Rất là đẹp luôn, lấy cái này cho em 109 nha. Lấy cái này cho em 109. Mấy chị về gài đàng hoàng lại cho em 10 tụi cổ thử.
Đó như thế này nè mấy chị. Một cái đá đẹp không giống không hiểu. Cái đá đẹp thiệt ạ. Đó. Cái này có túi luôn nha mấy chị yêu ơi. Cho em cái này 109 nha. 109 cái này nha mấy chị yêu. Này có túi, có túi luôn nè. 109 kèm số điện thoại giúp em, một cái áo len màu của nó rất là đẹp luôn. 109 kèm số điện thoại giúp em. 109 kèm số điện thoại giúp em. Một cái len cổ lọ, một cái len cổ lọ. Sona Nguyễn đã xem cho số điện thoại nha. Sona Nguyễn còn xem nữa không? Sona Nguyễn như là kêu ghế lắm sao? Nguyễn nó nói sao cô làm sao? Nguyễn nó nói gì âm xong nó quay lại thấy âm xong. Rồi chị Sona Nguyễn ơi, còn xem ông cho em xin một chấm đấy, cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Chốt theo mà không cho số điện thoại Nguyễn, không biết mà chốt theo không? Sanh Nguyễn Thị ấy có xong rồi đó. Sanh Nguyễn Thị như không cho số thì bỏ ra. Một cái cổ lọ mấy chị yêu chắc nè. Đó cái này cái này không dày nha, cái này vừa vừa không dày nha mấy chị yêu. Cái đẹp màu nó đẹp nha, cổ lọ đẹp. Cổ lọ rất là xinh luôn. Cho em cái này 201 nha. Lộn. 112 nha mấy chị. 112 giúp em. Cho em cái này 112 nha. Cái áo cổ lọ rất là đẹp luôn. 112 kèm số điện thoại giúp em. 112 kèm số điện thoại giúp em nha. Cái này vừa vừa không dày nha mấy chị yêu, không dày không mỏng nha. Cho em cái này 112 nha. Nè số áo đây là 112 kèm số điện thoại giúp em. Một một hai cho thuận thuận này cô một một hai cho thuận thuận này thuận kia như thứ đẩy ra lái luôn. Một cái dạng cánh dơ rất là xinh luôn này mấy chị yêu ở đây, đây nó hơi nhanh nên mấy chị không thấy nó viên này nha. Rồi phía sau này mấy chị thấy không, phía sau nó đính mắt cái hộp này, phía sau đính mắt cái hộp rất là đẹp luôn đó. Dệt ủi đang quèn ra mới thấy cái độ đẹp của nó nha mấy chị. Rồi đó cái này còn mạc luôn nha, cho em cái này 115 nha. 115 kèm số điện thoại giúp em. Một cái áo màu đen pha rất là đẹp, phía sau này mấy chị, phía sau này phía trước nó có một cái đường xăm của ban rất là đẹp này nha. Đó chốt cho em cái này 115 nha. 115 kèm số điện thoại giúp em. 115 kèm số điện thoại giúp em. 115 cho chị Trần Mai ơi, 115 nha. 115 kèm số điện thoại giúp em. 115 cho Trần Mai nè. Mắt cái màu hồng ba mà không có cái giải ứng mai trần, mai trần là ở Ayinba này. Một cái màu hồng, hồng, hồng lợt này mấy chị. Một cái màu hồng lợt này nha. Hồng nu á. Đó, cái cổ nó là như thế này. Mẹ là như thế này nha mấy chị. Đó, nó chiếu chiếu như thế này nè. Đó, dệt ủi ra giúp em nha, là nó mới thấy cái độ đẹp của nó nè. Đó, chất của nó là len dệt nhưng mà rất là mềm nha. Rất là dày, rất là mềm nha. Chốt cho em cái này 117 nha mấy chị yêu. Chốt cho em cái này 117 nha. 117 kèm số điện thoại giúp em. Chốt cho em cái này 117 nha. 117 kèm số điện thoại giúp em. 117 cái áo nha mấy chị yêu ơi. 117 kèm số điện thoại giúp em. 117 giá trăng mai luôn nha. Một cái áo khoác đó chị, một cái áo khoác len. Dây kéo của nó rất là đẹp luôn. Một áo khoác len. Bán cái áo này giá 100 nha mấy chị yêu. Ê, rất là đẹp, ở đây rất là đẹp, rất là mới. Rất là xinh luôn. Cái áo nó hiệu áo siêu khánh. Đó, rất là xinh luôn nha. Cái này bán 100k nha, chị nó lá chốt cho em. Chị lá chốt cho em 120 nha. Hàng mới tinh. Chị nó lá chốt cho em 120 nha. Bán 100k. Đá 100k nha mấy chị yêu, chị lá cho em 120 nha. Cái này sản phẩm rất là đẹp luôn mấy chị, rất là đẹp luôn á, rất là mới nữa.
Mới lắm luôn hả? Rồi đố của em cái này 120 nha, chùa nó trời không trời xuống cái tạo. Đố cho em cái này 120 nha. 120 kèm số hỏi giúp em 100k. 100k. Cái đầu em kêu luôn béo. À này chị này kêu like cái áo trắng này. Hình như chị Nguyễn Giá Hăng đúng chị ơi, Nguyễn Giá Hăng còn xem nó không? Bây giờ em la cái áo trắng này cho chị xem nè. Cái này thơm. Sơm. Sơm mùi comfort. Một cái màu trắng không bị lỗi gì luôn nè mấy chị. Cái cổ của nó như là cổ đổ. Cổ như thế này thì sao? Dạ đời cô ra mất rồi, đây đây đây. Nè trời, cái này chị thích có giúp em đi. Em không biết sao hết, mặt sao hết. Nó đi phục dài nè. Mặt sao vậy? Mặt sao vậy mấy chị? Nên mặt sao? À, nhưng mặt dài thì sao hả? Mặt như thế này. Cổ nó như thế này thì sao? Mặt đi tiệc luôn không? Đó, chị đã thích cái này chốt cho em 121 nha. 121 này bạn sớm bước ra luôn. 121 đợi với cái chắc cô phong nghiệm coi cái áo có đấy. Cái này chốt cho em 121 nha mấy chị yêu ơi. Cổ như mặt như thế này thì sao á? Đúng rồi, mặt như thế này nha mấy chị. Mặt kiểu như nó như thế này nha. Chốt cho em cái này 121. 121 kèm số điện thoại giúp em. 121 kèm số điện thoại giúp em. Đây cô Khoan Nghiệp ơi, cái này mới lắm nha cô, cái này mới rất là đẹp luôn. Đợi em tí cho chị Nguyễn Gia Hăng. Đây, cái này mới rất là đẹp luôn này cô Khoan Nghiệp. Chốt thì nói đợi cũng đợi cho cô luôn nha. Cái áo khoác này rất là đẹp luôn. Bóc lên nha. Giá xanh này nó cũng xanh này của nó chưa là của lá rồi ấy. Trời ơi, cái này cầm nặng tay lắm luôn nha mấy chị ơi, cầm nặng tay lắm luôn nha. Một cái siêu phẩm đời dân Noel mẹ này mà chị, một cái siêu phẩm đời dân Noel mẹ này. Nó tới liền nha bé ơi, nó tới bé gái. Cô không thích. Dạ rồi ok cô nha. Cô đai với chị yêu ơi, đai rất là xinh luôn. Chốt cho em cái này 1 1 1 1 1 2. Chốt cho em cái này 120 đi mấy chị. 120 đi, không làm số nó lộn lên lộn xuống. Chốt cho em cái này 120 đi mấy chị yêu ơi. Noel mẹ là hết sải. Đời dân tới Noel mẹ là hết sải. Dạ có nha, hoa hồng có gai có nha chị ơi, có nha. Đây, cái này chốt cho em 120 nha. Rồi 120 cho cô Khoan Nguyễn nè. Ui đau quá. 120 cho cô Khoan Nguyễn nha. Một cái carbon này mà chị, một cái carbon này. Đó. Cái like của nó là dạng like. Nó làm đẹp lắm mà chị yêu ơi, làm đẹp lắm. Cái này rất là xinh nha. Chị ủi đây là mới lên kia, chị ủi đây mới lên kia. Rồi 120 cho cô Khoan Nguyễn rồi nha. Sao hết rồi nha mấy chị yêu ơi, đó. Cái này rất là xinh luôn nè mấy chị. Rất là xinh luôn nha. Rồi lấy cái này chốt cho em 125. 125 kèm số điện thoại giúp em. 125 kèm số điện thoại giúp em. Số 125 nha mấy chị yêu ơi, áo này đẹp mà. Dễ thương lắm. Mấy chị làm mặt màu trắng hay sao hả? Đó, cái này chốt cho em số 125 nha. 125 kèm số thoại giúp em đấy, xinh quá. 125 kèm số thoại giúp em.
để tới lựa siêu phẩm này mấy chị yêu ơi. Này có một cái len gân màu trắng này mấy chị, cổ ba phân ở đây chị đã thích không? Thích em đỡ cho cái len này cực kỳ xịn luôn á. Cái len này cực kỳ xịn luôn nha, một cái len gân màu trắng này. Một len gân màu trắng này nha, đó chị đã thích em đỡ cho nha, cái bo đó rất đẹp luôn. Len gân màu trắng cổ ba phân này, chị đã thích nói em đỡ nha, cái len gân của nó rất là xịn luôn. Đó mấy chị xem nè. Xịn rất là đẹp luôn. Đó rất là xinh luôn. Dạ đợi tí chị ơi, đợi tí nha. Tại vì bây giờ là đen nhỏ, không nhỏ sao tìm này. Cái đó cho con nhỉ. Một cái cổ tim len găng màu xanh rêu cực kỳ đẹp. Len của nó cực kỳ xịn nha, cho em cái này 127 nha mấy chị yêu ơi. 127 nha, 127 kèm số hỏi giúp em màu xanh rêu mà rất là trắng da. 127 kèm số hỏi giúp em len găng rất là vàng luôn. 127 kèm số hỏi giúp em. 127 kèm số hỏi giúp em, đây xinh lắm mấy chị. Mùa lạnh xe xe á, buổi sáng như bây giờ nè, mặc mấy cái áo này đi cà phê ok luôn. Rất là xinh luôn nha, chốt em cái này 127 nha. 127 kèm số hỏi giúp em. 127 giá thảo lơ nè. 127 giá thảo lơ. Thảo lơ này chưa có chị ơi. Thảo lơ này hồi nãy chưa có đâu, cho xin số điện thoại đi. Có rồi, có số điện thoại rồi xin không? Em ở An Khê cổng chợ dưới chị ơi, 203 Vũ Thị Xuân nha. Chỗ đối diện shopping không á chị, chỗ là số Tân Phong hả? Đối diện shopping nha, cổng chợ dưới chỗ đèn đó đi xanh em. Một cái màu pha rất là đẹp. Thì đó chị thấy không? Cái gì thấy mấy mấy cái chấm chấm của nó không? Cái kiểu nó là dài dài nha mấy chị. Cái kiểu nó là dài nha, cổ với là cái la nó như thế này nha. Đó, chốt cho em số 129. 129 kèm số điện thoại giúp em. Thổ cẩm hả? Hơn như thổ cẩm chị không biết nữa. Tại vì bây giờ nó chị sắp tới ở dưới lên nữa. Là bây giờ nó ném vào đây rồi. Rồi tao nói chị coi thử. Đây nha, chốt cho em cái này số 129 nha. Coi áo khoác nha em ơi, áo khoác này do nhiều lắm luôn á. Rồi chốt cho em cái này số 129 nha mấy chị yêu. Mặc kiểu dễ thương này. Đó, 129. 129 kèm số điện thoại giúp em. Chị con cô An trái cây. Dạ rồi ok chị Thảo Lơ nè. Cái này giúp em số 129 nha. 129 kèm số hỏi giúp em. Chỗ đâu giống con này cô Thảo Lơ nó cho số rồi nè. Một cái áo nam thì chị thích nam không? Một cái áo nam màu xám nè. Đó nam này tầm 65kg lại vừa. 65kg lại vừa nha. Chị nào lá cái nam chốt cho em là nam nha. Nam nè. Chị là cái nam chốt cho em là nam nha mấy chị ơi. Một cái nam màu xám rất đẹp, 65kg lại vừa. 65kg lại vừa chốt cho em là nam nha. Một cái đỏ đô nam cho Khoan Nguyễn luôn nha. Một cái đỏ đô cổ tròn. Đó, dạng ôm bo tay rất là đẹp, bo tay bo la rất là đẹp luôn, này còn mạc luôn. Đó, chốt cho em. Thuận thuận cho số chưa bà? Thuận thuận là thứ 7 là mai mốt này ra lừa lấy, ra lừa thêm một lái luôn rồi sao? Con nhỏ xíu tin hả em? Đợi chị. Con em. Con nhỉ? Một cái đỏ đô mà mấy chị yêu ơi, nó đẹp mà mấy chị không chốt nè. Chốt cho em cái này 130 đi. 130 kèm số điện thoại. Mấy cái nhỏ em. Nhỏ nhỏ như hơi bị hiếm á. Này có một cái này nhỏ này, nhỏ xíu luôn. Ờ em thích cái này không? Em thích cái này không? Ừ. Nên em nữa mà được luôn á. Rồng mai 130 là gì đây? Đây, cái đỏ đó. Ở trên mẹ cái nó cho em coi nè. Cái này phong nhỏ này hoa hồng có ra. Cái này cổ tim dễ thương lắm luôn. Cái này phong nhỏ dạng dáng nhỏ nhỏ dễ thương này.
Cái nhỏ nhiều thương lắm chị ơi, đó chút ngắn sau dài nha, chút ngắn sau dài mèo đẹp rất đẹp. Ủa nãy giờ chưa là cái này, mèo này rất đẹp luôn cho em. Cái này 132 đi mấy chị, 132 đi, 132 kèm số điện thoại giúp đi. Có không là sao he. Thuận Thuận ơi chị nói sao chị. Đồ ra cái này phân nhỏ mấy chị ơi, đó chút ngắn sao dài cho tim 132. 132 cho Ngọc Hà Trương cho xin thông tin địa chỉ nha chị ơi. Ngọc Hà Trương cho xin thông tin địa chỉ. Cái đó là Ngọc Hà. Cái đó là chưa? Cái đó lấy là cái đó lấy là ai ai hết. Cái đó là trong Ngọc Hà Trương nè, cái đó lấy là cái đó lấy là sao cô chú không kịp vậy? Cái đó. Hử? Giờ sao? Cái này cô xin đi cô trốn kịp nó lộn. Mai trăng ấy, mai trăng này vậy? À trăng mai, à cái đầu của trăng mai còn cái xanh kia là của Ngọc Hà Trương. Dạ đúng luôn nha chị Thảo Lê, của gia chị Sáu nha. Đến nhà mẹ chị Sáu. 132, 132 là cái này thằng ngân he. Chứ không để cho like. Má bỏ xuống là quên mất luôn. 132 má like cái này đâu he. Sớm mua kè hết nha, Đinh Hòa Thương, sớm mua kè hết nha. À đúng rồi, cái đỏ đó là trong Ngọc Hà Trương đúng không? 132 đi sâu á. Đâu, cái đó đây, cái xanh này đi. Có bị không? Cái xanh này đi. Nghe Phạm là cái xanh của tim con nhỏ đấy. Dạ rồi. Nó bị rối. Em biết, cảm ơn chị nha. Đầu ra một cái phong rộng á chị ơi. Cái like của nó rất là dễ thương luôn. Cái này mẹ rất là dễ thương á chị. Đây không phải mẹ đó, mẹ rất là dễ thương luôn nha. Rồi chốt cho em cái này 135 đi. 135. Từ từ á chị ơi. Em bị lộn rồi, em cho giải lớn kiểu. Có size lớn cho em không? Phong dài. Khóc váy, có em ra. Em làm sao cái form dài thì nãy giờ em mới thấy với chị Hương Nguyễn và chị đang lừa đây nha chị. Chị đang lừa đây nha, chị quen của mẹ chị đang lừa cho ân ý nha. Tại vì áo khoác form dài em thấy nãy giờ ít có. Toàn là form ngắn ngắn chạy chạy không nha chị ơi. Nè đúng rồi đúng rồi. Rồi ok rồi, ổn thỏa nha mấy chị vô. Rồi một cái rộng đây mấy chị, một cái form rộng dễ thương này nha. Đó nên màu xanh. Màu xanh xanh đen nè. Nó có đẹp luôn. Trước ngắn sau dài nè. Tại vì chị bây giờ chị kiếm phong nhỏ hết ra rồi em ơi. Nãy giờ lúc nãy á có mấy cái phong nhỏ nhưng mà nhỏ thì nó cũng không nhỏ lắm nha em, nên là em rảnh em ghé em lựa chị nha. Bây giờ đụng cái này chị la cái đó thôi, chứ phong nhỏ rất là ít. Đợ tối nay sòn ra mấy cái phong nhỏ, mai là cái mấy chị nha. Nhà chị chỗ 203 Bùi Thị Xuân nha, cầm giờ dưới nha. À cái này chốt cho em 135 đi mấy chị. 135 nha. 135 cầm số điện thoại giúp em. Chút xíu mà lộn lên lộn xuống nhát thôi. Một cái áo khoác thổ cẩm. Một cái khoác thổ cẩm nha mấy chị yêu ơi. Này phong dài nè. Này phọc dài nha. Một cái khoác thổ cẩm nè. Cái này bán 100k nha mấy chị. Cái này bán 100k nha. Này rất là xinh luôn á. Này bán 100k. Chốt cho em 137. 137 nha. Dạ được nha. Đinh Thương Hoài. Số nhà lựa được nha. 203 Bùi Thị Xuân nha chị ơi. Đối diện shopping nữa. Nó cái này bé 100k nha mấy chị yêu ơi. Một cái áo khoác thổ cẩm này, cái này bé 100k nha. Chốt cho em 137. 137 kèm số điện thoại. 137 kèm số điện thoại, thổ cẩm rất là xinh luôn. Thổ cẩm rất là xinh luôn. Chốt cho em 137. 137 kèm số điện thoại giúp em một cái thổ cẩm. Em bé 100k nha mấy chị yêu ơi. 100k chị nào lấy thì chốt cho em 137. Chị nào lấy thì chốt cho em số 137 nha. 137 kèm số điện thoại giúp em.
137 kèm số điện thoại giúp em nha. Một cái crop top màu đen. Cái này mấy chị phải mặc phải áo ở trong mua sao em nghĩ, tại vì nó ngắn quá. Anh này mấy chị một cái crop top như thế này nha. Ngắn như thế này thôi nè mấy chị. Đó. Đó, mặc với một bikini mà rồi lưng cao thì cao quá nha. Lưng cao thì cao giúp em nha. Đó là cái bikini, là cái áo này về mặc là giúp em nha. Rồi chốt cho em số 139. 139 cảm số thôi giúp em. 139 cảm số thôi giúp em nha. Một cái crop top nè, màu đen rất là đẹp luôn, len nó rất là dày. Len của nó rất là dày luôn nha, đó crop top như thế này nha, ngắn như thế này nha mấy chị. Chốt kèm số 139 nha. 139 cảm số thoại giúp em. 139 cảm số thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi. Một 139 cảm số thoại giúp em nha. 139 cảm số thoại giúp em một cái crop top. Một cái áo khoác màu hồng nhẹ rất là đẹp luôn, rất là xinh, khoác với áo dài giúp em và đem khoác áo dài giúp em đó, rất là xinh cho em. Cái này 141, 141 kèm số hỏi giúp em. Một cái áo khoác len giờ rất là đẹp, rất là mềm luôn, và đem khoác với áo dài giúp em nha, khoác nhẹ nhẹ với khoác váy giúp em đó. Chốt thêm cái này 139, 139 kèm số hỏi giúp em. 139 kèm số hỏi giúp em. Một cái áo khoác rất là đẹp luôn, có với áo dài rồi mấy chị, hay là mặc váy dài này, mặc áo dài này mình khoác phải mình đi chơi nha. Đó, chốt cho em số 139 lột 141 nha mấy chị. 141 cảm số thoại giúp em. 141 cảm số thoại giúp em. Một cái áo này lên giờ này rất là đẹp luôn. 141 cảm số thoại giúp em nha. Một cái len, một vừa lộn một cái len. Hoa hồng bà ơi, em còn xem không? Một cái len này, đó, dạng nhỏ nhỏ dễ thương này còn mạt luôn nha. Lá thì chốt cho trời số 145. 145 cảm số thoại giúp em. Một cái len rất là dễ thương. 145 cảm số thoại giúp em. 145 cảm số thoại giúp em. Còn mạc luôn nha mấy chị yêu ơi, còn mạc này. 145 cảm số thoại giúp em. 145 cảm số thoại giúp em. Một cái màu đen. 145 đã khung Nguyễn và lột khoan Nguyễn thùng thùng sao rồi. Một cái màu đen rất là xinh này mấy chị, một cái màu đen rất là xinh luôn. Đây, một cái màu đen rất là xinh mấy chị yêu ơi, lên này rất là đẹp luôn. Cho em cái này 147 nha. 147 cảm số thoại giúp em. Một cái áo len rất là đẹp luôn. 147 cảm số thoại giúp em. Có hình nha mấy chị, có hình phía trước hình cô gái này, cô gái rất là đẹp luôn. 147 cảm số thoại giúp em. Dịch ra giúp em nha mấy chị, dịch ra giúp em nha. 147 cảm số thoại giúp em. 147 cảm số thoại giúp em. 147 cảm số thoại. 147 với trăng mai nha. Ô bà đi ra mất con em. Chốt luôn.
cái là của không hiểu một cái đeo là của Trần Mai. Tính tính hồng hồng có mũi nó thẻ xuống. Ây da da da. Cái này của trọng này rồi. Cái đó kia hả? À đó. Dạ. Yeah. Cái này chịu cái đây đúng không chị? Cái đây là cái nào em? À cái đây. Cái đây đúng không chị? Cái này đúng không? Đây là cái áo, áo khoác. Cái này rất to luôn. Áo khoác. Nếu chị yêu ơi, một cái áo khoác da màu xám nha. Một cái áo khoác da màu xám chắc của nó là dạng chắc nỉ. Nỉ không phải len nỉ nha mấy chị. Len rất là đẹp luôn. Len của nó nha. Cái xám này khoác với váy giúp em, váy hay là gì đã giúp em nha. Rồi chốt cho em cái này số 149 nha. 149 kèm số điện thoại giúp em. 149 kèm số điện thoại giúp em. Một cái áo phọc da này mấy chị. Màu xám nha, rất là đẹp luôn. 149 kèm số điện thoại giúp em. Chị nói cái nào hè? Chị Ngân, Thanh Ngân, chị nói cái này hả chị? Một cái hồng này mấy chị, một cái hồng nha. Cái hồng phấn á, cái hồng phấn đấy, mạnh đẹp à. Này của tim mấy chị nè, cái cổ của nó mấy chị thấy không? Đó. Một cái chị áo khoác em nói to ấy già yeah. Để mẹ cái chị coi em nói da trời ơi nó đẹp mẹ nên nó hơi to nó mua lạnh nó mẹ dệt ủi đang hoàng đây là mẹ nó dở thương nha này hơi to. Đó, cái này bán 100k này chị nên lá chốt cho em 150. Bán 100k nha, chị nên lá chốt cho em 150. Cái hơi to. Chị nên lá chốt cho em 150 nha. Cái kiểu của nó rất là đẹp luôn á. 150 kèm số thoại giúp em bán 100k nha mấy chị. Bán 100k. 150 kèm số thoại giúp em. 150 kèm số thoại giúp em một cái áo khoác. Đó, nó có đẹp. Này à, ta con mặc cái áo này đẹp lắm luôn á. Rồi, Ala chốt cho em 150 nha, cái này bán 100k. Chốt cho em 150 nha, cái này bán 100k nha mấy chị. 100k. 100k kèm số thoại giúp em. Một cái áo khoác nè mấy chị. Đó, một cái áo khoác nha, này rất là dễ thương. Hình cái môi trên môi. Rất là xinh, áo khoác nhẹ nhẹ. Chốt cho em cái này 151 nha. 151 nha, chốt cho em cái này 151. Hình cái áo khoác nhẹ nhẹ màu hồng nha. Hình cái môi. Cái môi này mấy chị ơi. Chốt cho em cái này 151 nha. 151 kèm số điện thoại giúp em. 151 kèm số điện thoại giúp em. Một cái áo khoác len màu hồng. Ta hình cái mua rất là đẹp luôn, 151 nha. Chị Nguyễn Gia Hân còn xem nó không? Cái này đúng ý chị này sao? Hả? Này đẹp lắm. Mặt rồng rồng dễ thương. Chắc có hơi dày dạng. Dạy ủi đang quàng ra nó mới đẹp lên chị. Đó. Nó xinh luôn. Để đứng gần cho mấy chị xem luôn. Chắc của nó đi. Chốt cho em cái này 155 nha. 155. 155 kèm số điện thoại giúp em. Một cái xanh. Xanh đen rất là đẹp luôn. Này rất là dày dạng. Mùa lành mặt ok luôn. Chốt cho em cái này 155. 155 kèm số điện thoại giúp em. 155 kèm số điện thoại giúp em. 155 cho Trang Văn này. Trang Mai sale nha. Trang Văn bao nhiêu? Dạ.
bé mà xuống nó chót một nửa gì trang vân nam cháu. Một cái màu hồng thì má chị yêu một cái màu hồng đậm nha. Đó, chốt cho em cái này 157. Chốt cho em cái này 157. 157 gọng số thoại giúp em, một cái len màu hồng. 157 gọng số thoại giúp em. 157 gọng số thoại giúp em á chị yêu ơi, 157 gọng số thoại giúp em. 157 gọng số thoại giúp em. Rất là xinh luôn. Đó, rất là đẹp. 157 gọng số thoại giúp em nha, cái này rất là đẹp luôn. Đó, 157 cái chằng mai này. Ui. 1 cái màu xanh đen á chị, pha theo cái lá. Theo cái lá nha. Tàn trước tà sâu nè. Đó, là trước tà sâu nè. Chốt cho em cái này 159 nha. 159 kèm số điện thoại giúp em. 159 kèm số điện thoại giúp em, len dày mịn nha. Len dày mịn hai tà nè. Đó, rất là dễ thương luôn. Chốt cho em cái này 159. 159 kèm số điện thoại giúp em. 159 cho Trang Văn luôn nha. 159 cho Trang Văn luôn nè. Một cái đỏ đô, một cái khóc len đỏ đô. Nút của nó rất là dễ thương luôn. Nút của nó này mấy chị thấy không? Rồi cho em cái đây 161. 161 kèm số thoại giúp em. Một cái đỏ đô. 161 kèm số thoại giúp em. Một 161 kèm số thoại giúp em mấy chị yêu ơi. Một cái áo khóc đỏ đô. 161 kèm số thoại giúp em. Một 161 kèm số thoại giúp em. Một cái áo khoác đỏ đô rất là xinh luôn. 161 kèm số thoại giúp em. Cái đó cho đó, cái kia đó cho Trần Mai. Còn cái màu đen sau lưng cô dưới đít cô là Trang Vinh. Đấy, đây là Trang Vinh luôn em. Dạ, yeah, cái đó Trang Vinh, cái màu hồng là Trần Mai. Cái này chị em 161 nha. Một cái áo khoác đỏ đô này. 161. Gia hạn. Gia hạn. Đừng bỏ. Dạ dạ đúng. Không bỏ lộn với trời, không bỏ lộn đâu. Cô đừng bỏ lộn đồ. Người ta dạy cô đừng bỏ lộn đồ nha. Không có, cô bỏ chứ không lộn đâu. Một áo khoác cực kỳ dễ thương. Một áo khoác cực kỳ dễ thương. Đó, pha thổ cẩm này má trời, màu đen nha, pha thổ cẩm đi. Đó, lá chốt cho em 167. 167 kèm số điện thoại giúp em, lá chốt cho em 167. 167 kèm số điện thoại giúp em.
do hồng môn siêu phẩm. Một số 7 cho hoa hồng có gai. Vậy cái này mắm bạch cà mắt. Đây 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 đây, một số 7. Cái cho hoa hồng có gai. Cho chị xin thông tin địa chỉ nha em ơi, cho chị xin thông tin địa chỉ nha. Hoa hồng có gai cho thông tin địa chỉ. Một cái siêu phẩm á chị. Lên này mặc mặc nó mát mát rồi mà chị ơi, nó xinh lắm luôn á. Này có bo này, bo tay bo lai rất là đẹp luôn này. Cho em cái này 169. Cái 169 cộng số điện thoại giúp em. Này rất xinh luôn. Ừ tụi mẹ. Cái 300 là 80 thôi cảnh này. Cái hoa hồng có gai cái đó áo khoác em cho bán 80 nha em, tại vì cô mới vô béo quá. Áo khoác bán 80 nha em, ok thì được thì ok là giúp chị nha, áo khoác này em chốt á. Bán 80k. Cái áo khoác thổ cẩm nhập ra đẹp lắm nè, hoa hồng có gai ơi, cứ nhìn lại coi em. Coi. 80 là quá đi rồi. Rồi rồi đó. Em ok thì để chị chốt nha. 169 cho khoan nguyện đi. Em có một cái áo ba lỗ này mấy chị, một cái áo ba lỗ này, nhưng mà nó có cái hình dễ thương lắm. Đó, chị là thích cái này chốt cho em nha. Chị là thích cái này chốt cho em nha. Hình dữ không ấy em ơi, này cho chị sốc mà không thấy nữa em ơi, nó lộn một cái à. Rồi à, lấy cái này chốt cho em nha, một cái áo ba lỗ này. Đó, hình này dẹt ra mới thấy nha. Hình này cái chữ như chữ miêu và chữ gì đó rất đẹp luôn. Đó, ai thích cái này chốt cho em nha. Ai thích cái này chốt cho em nha. À, chốt em là ba lỗ nha mấy chị yêu ơi. Chốt cho em ba lỗ nha, đó rất là xinh. Chốt cho em ba lỗ nha. Con miễn ăn cháu. Dạ. Có nha, đợi chị mẹ cho em coi. Có đây, 1 một cái màu nút rất là xinh luôn á chị. Một cái màu nút đậm rất là xinh, xẻ ta nha. Cổ tim rất là đẹp luôn, chất len của nó rất là đẹp luôn. Rồi cho nó đây chốt cho em 170 nha. 170 kèm số điện thoại giúp em. 170 kèm số điện thoại giúp em nha. Một cái áo rất là đẹp luôn. 170 kèm số điện thoại giúp em. Màu nút đậm, chất len của nó các chị thấy không? 170 kèm số điện thoại giúp em. 170 kèm số điện thoại giúp em, 60k thôi nha. 170 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi. Một cái màu nút đậm này rất xinh luôn, của tim mẹ như thế này rất đẹp, rất đẹp nha mấy chị. 170 kèm số điện thoại giúp em. Một cái xanh. Một cái xanh cổ lọ nha mấy chị yêu ơi, một cái xanh cổ lọ nha. Đây phong nhỏ đi. Diễm viên thích cái này không? Chốt nhanh tay giúp chị để cho chở hộp này Diễm viên ơi, chốt cái này đi.
nó đây con nhỏ này, cổ lọ và rơi rất đẹp luôn tay này, rất xinh luôn. Cho em cái này 175 nha, 175 cầm số điện thoại giúp em, 175 cầm số điện thoại giúp em mấy chị yêu ơi, 175 175 cầm số điện thoại giúp em, một cái len rất là đẹp luôn, cổ lọ này mấy chị, cổ lọ nha, 175 chốt cho em số 175 nha, 175 cầm số điện thoại giúp em, 60k thôi, 175 chốt mấy cái tầng mai cô, 175 cầm số điện thoại giúp em, 175 cầm số điện thoại giúp em mấy chị yêu ơi, 175 nha. Áo này rất đẹp mà, sao chị lại chốt ta? Một cái áo khoác thôi mà chị, một cái áo khoác có đẹp không? Đó, này bán 100k áo khoác gì thứ này bán 100k hết nha má chị. Bán 100k hết nha, nó đẹp, đẹp luôn à. Chị lá chốt cho em 176 nha. Chị chốt cho em là số 176 nha, bán này 100k. Chốt cho em là số này 176 nha, chốt bán đi bán này 100k. Nãy như là Sona với Xanh Nguyễn Thị chưa cho số em không? Dạ. Đợi những tiếp theo thôi. Đồ cái đấy cái bùng bùng đẹp á. Quá dễ thương luôn á. Nó cái này tầm 55 cái lại vừa. 55 cái lại vừa một cái màu xanh nha, rất đẹp luôn này. Nó xì xì nè quá chị. Xì xì nha. Chốt cái này cho em số 177. 177 cảm số thoại giúp em. 177 nha, mà số có áo này là 177. Nó xì xì này mấy chị, rất là xinh. Rốt cái mà 55 cái lại vừa. 55 cái lại vừa, chốt cái này cho em 177 nha. 177 cảm số thoại giúp em. Mua được rồi người ta đi ra. Một cái áo khoác sọc 177 cho Trần Mai này cô. Trần Mai, một cái áo khoác sọc nha mấy chị yêu ơi. Này đẹp này, fan mèo rất đẹp. Fan mèo rất đẹp nha. Đó, chị nào lấy cái này chốt cho em 179 nha. Đó là bán nhiêu cô? Này bán 80k nha mấy chị. Áo khoác là bán 80k, này đẹp. Nhưng mà len của nó len dệt lắm mấy chị. Len dệt nó không dày lắm. Rồi là cái này chốt cho em số 179 nha. 179 cộng số điện thoại giúp em. 179 cộng số điện thoại giúp em. Có sao này? À chưa lại. À lại rồi. 179 cộng số điện thoại giúp em. Chua chua. Uống sữa có uống nước không? Uống hết rồi. Uống uống lạc không? Ha ha. Được rồi. Một cái áo nó có cái độn vai này mấy chị nào không thích lấy ra giúp em nha. Áo này bán 100k bởi vì nó rất là đẹp. Bởi vì nó rất là đẹp đó, rất là xinh luôn. Chốt cho em số 180. 180 kèm số điện thoại giúp em. 180 kèm số điện thoại giúp em. 180 kèm số điện thoại giúp em mấy chị yêu ơi. 180 kèm số điện thoại giúp em nha. Màu đó rất là đẹp luôn á. Một cái áo cho nam á chị, một cái áo cho nam nha. Đó, nam này tầm 60 kg lại vừa. Một cái nam này tầm 60 kg lại vừa. A la chốt cho em là nam đen nha. Nam đen. Một cái áo đen nam này rất là đẹp luôn. Chốt cho em là nam đen nha. Summer 60 kg lại vừa. 60 kg lại vừa nha, một cái áo đen nam nữ mà cũng ok luôn, nữ đó chị này thích là ok luôn. Chốt cho em đen nam nha. Chốt cho em là đen nam này nha. Một cái ba lỗ này màu đỏ này rất dễ thương. Cái này mặc áo mới chạy luôn, mặc cái áo khoác còn ngon.
mấy cái khóc vào ngon nha, một cái cổ lọ này đó, rất là xinh luôn, màu đỏ này. Chị lá chúc cho em đỏ nha, chị lá chúc cho em đỏ nha, chị lá cái này chốt cho em đỏ nha, mấy chị yêu chốt cho em là đỏ, đỏ kèm với số điện thoại giúp em, đỏ kèm với số điện thoại giúp em. Chốt cho em đỏ nha mấy chị yêu, đỏ kèm số điện thoại giúp em, 55kg lại vừa, 55kg đồ lại vừa, 55kg là lại vừa. Em thấy chị cầm lên mấy cái phong tiện sao không like cái nào em, cái nào tại chị thấy nó ai à, cái nào em đây nè, đây một dài nha, rồi đây là cái áo nam, đây là cái áo nam nè đó, đây là một cái áo khoác, áo khoác xanh siêu phẩm 100k, áo khoác màu xanh siêu phẩm 100k đó, rất là xinh. Một đây là một cái sập, sập xanh, sập xanh nè đó, nên em nữa mình ok luôn, sập xanh rất là đẹp, sập xanh sập đen chưa, xanh sập đen nha, rất là đẹp luôn. Rồi chị lấy cái áo khoác cho em coi này, không phải đến này, không phải áo khoác, áo kiểu, áo kiểu nha, màu manh cụ, màu tím manh cụ. Đây một cái cổ tim mặc với áo màu bên bên một cái áo trong này, tay chiều sát nút này mà chị nút này áo siêu cổ đẹp lắm mẹ, như thế này mẹ ôi chụp chụp mẹ không mẹ nguyên xếp như thế này giúp em một giờ thương này, cái váy nó, cái áo bên trong, một cái áo ra bên ngoài nha. Ồ là cái này chốt cho em nha, chốt cho em số 1 3 1 1 máy rồi biết rồi, chốt cho em tím đi, là cái này chốt cho em tím nha mấy chị ơi, chốt cho em tím nha. Dạ. Chốt em tí. Mẹ chưa hết kiện nha mấy em, còn nhiều lắm. Một kiện cho chị. Ai à, dạ mẹ chưa hết kiện đâu, còn nhiều lắm coi. Chốt cái này cho chị thuận thuận nha. Thuận thuận có đơn rồi một cái sập nha mấy chị, một cái sập này có nút nha, một cái sập ala chốt cho em sập nha mấy chị yêu ơi, 55 56 cứ lại vừa, 55 56 cứ lại vừa, chốt cho em sập nha, sập kèm với số điện thoại giúp em, sập kèm với số điện thoại giúp em nha, 55 56 cứ lại vừa. Sợ cho chồng Mai nha, sợ cho chồng Mai. Chốt cho chồng Mai đi cô. Chồng Mai á. Một cái cổ tim, áo này rất là màu đen. Một cái cổ tim nha. Đó, chị nào ngả kết một nút vào là giúp em, kết một nút vào giúp em nha. Một cái cổ tim mà nâu rất là dễ thương. Chốt cho em là chốt cho em là cổ tim nha. Chốt bên là cổ tim. Đó, cái này chốt cho em là cổ tim nha mấy chị. Chốt cho em là cổ tim. 55 56 cứ lại vừa. 55 56 cứ lại vừa. 55 56 cứ lại vừa nha mấy chị ơi. Chốt cho em là cổ, chốt cho em là cổ tim. Chốt cho em cái vòng nu này nha mấy chị ơi, chốt em cái này là cổ tim. Mặc như thế này cũng đẹp, mặc như thế này đẹp vai này mấy chị, mặc vai nha, mặc như thế này cũng đẹp, mặc vai như thế này cũng đẹp.
đây mạch đủ kiểu nha má chị, mạch đủ kiểu nha, đó chốt cho em là cổ tim. Đây là nhựa bán mấy ngàn này, này cái siêu phấn, bột siêu phấn này. Một cái áo khoác lông siêu phẩm đi mấy chị. Đây bột siêu phẩm. Hoàng giờ mình thấy đây mình đi được nhà rồi chưa hả? Còn bán này mình đi được nhà rồi nữa. À thì chưa đây đâu. Để mình nhớ ra cái gì. Đi mua này đẹp cái nào? Quẹ. Một cái cổ lông này mà chạy một cái siêu phẩm cổ lông này. Đó, cái này bán 100 nha, màu nu rất là đẹp, lông rất là mịn luôn. Lông của nó rất là mịn nha, bán cái này 100k. Bán cái này 100k. Có ai chốt không mấy chị? Không ai chốt em bán cho khách nha. Không ai chốt em bán cho khách nha. Một cái len màu đen nha mấy chị, cổ ba phân, cổ ba phân nó thơ hình đồng hồ, mấy cái đồng hồ đó là đẹp luôn, đồng hồ đó đẹp đó. Chốt đen cái này đen nha mấy chị, chốt đen đen cái này đẹp lắm, cổ ba phân. Chốt cho cái này đi. Chốt ra. Cái chị này thích lắm, mạch phọc dài này, cứ ôm ở trong giúp em nha. Là cái này chốt cho em điên. Chốt yên cho em nha. Trai gái thì mẹ cũng được. Rồi cảm ơn Nguyễn Hải Đăng này, cảm ơn Nguyễn Hải Đăng nha. Chốt cho em cái này điên nha mấy chị. Này điên nam nữ mặc được. Nam nữ mặc được. Chốt cho em cái này điên nha mấy chị, nó theo từng cái đẹp lắm nè. Đó, chốt cho em cái này điên nha. Một cái màu cam nha mấy chị ơi. Này mẹ có áo lót không? Này nó cái len nó hơi nặng á. Này phòng nhỏ nha. Tá chốt cho em cam. Dạ dạ. Tá chốt cho em cam nha. Ok chị, lấy chốt cho em cam nha mấy chị. Lấy chốt cho em cam. Cam cầm số điện thoại giúp em, chốt cho em cam. Xẻ cái tím, cái tím này cho cổ có thùng thùng ra cho cổ. Xẻ cái tím nào. Một cái áo len hàng hiệu này mấy chị đó, có túi màu kem rất là đẹp luôn, nó dính mèo hồ, nó bị quá bát mèo hồ. Chị là thích thì lái nha. À không phải, cái này cái kiểu của nó nha mấy chị, cái kiểu của nó ngay tay nha, cái kiểu của nó ngay tay á, không phải là dính mèo, em nhìn bị lộn cái kiểu nó nha. Rồi anh à, lái chốt cho em trắng nha, lái chốt cho em trắng, còn lái kem đem mặc chốt cho em đen nha. Lá chén chốt chén, lá cam chốt cam. Cam một cam này nè, cam mạch chua. Chua mạch chua. Cam mạch ra chua mạch chua. Một cái len rất là mịn luôn nè chị. Cái răng chua mạch này thì chị không? Nó lá mạch chua.
một cái màu cam. Áo này nem mặc dễ thương luôn á chị, nữ mặc ok luôn. Chốt cho em cam nha, chốt cho em cam, lên này đẹp, chốt cho em cam. Cam cộng số thoại giúp em, cam cộng số thoại giúp em. Lấy cam cho cam đi má chị ơi, lấy cam cho cam đi. Kem cho thùng vừa cái đây là 100 này. Đây cái khóc này đẹp này, khóc thuốc tắm nhập của nó đẹp. Một cái áo khóc rất là dày luôn á chị, rất là dày luôn, cầm rất là nặng tay. Này mùa lạnh mặc người không ấm mới lẹ luôn á. Sao lại rửa sát, rất là xinh này má chị ơi. Chị Thanh Ngân còn xem nó không? Đó, chốt cái này giúp em là thổ cẩm nha. Bé này bán 100k. Chêm ca bằng con rỉ và vui nó rất là dày, rất là ấm. Bé này bán 100k bằng con rỉ nha má chị. Bán 100k bằng con rỉ nha. Chốt cho em cái này 100k. 100k cầm số điện thoại giúp em. Gửi cho em 100k cầm số điện thoại giúp em. 100k cầm số điện thoại giúp em. Chắc của nó rất đẹp luôn á chị ơi. Đó. Đẹp lắm lắm luôn á. Ở trong này, mới mới mịn đấy mà chị. Trong mịn lắm. Đó, lông mịn nha. Đó, 100k, ai lái tốt cho em 100k cầm số điện thoại giúp em. 100k cầm số điện thoại giúp em. 58 sớm mới cưới vừa luôn. 58 sớm mới cưới vừa luôn mà. Cái này mùa lạnh nó mày rồng rồng như thế này ấm nha mấy chị. Rồng rồng như thế này ấm nha. Chốt cho em 100k cầm số điện thoại. Chốt cho em 100k cầm số điện thoại giúp em. 100k cầm số điện thoại giúp em mấy chị ơi. Nhanh đi mấy chị. Chốt cho em cái này 100k cầm số thôi nha. Này không, này không chốt mùa lạnh kiếm không ra luôn á chị. Mùa lạnh kiếm không ra luôn. Một cái khóc len. Một cái khóc len màu đen nha má chị. Đó, chốt cho em cái này đen nha mấy chị. Khóc đen, chốt cho em cái này khóc đen nha. Cái này đặc biệt luôn. Chốt cho em cái này khóc đen nha. Khóc đen cộng số điện thoại giúp em. Khóc đen nha mấy chị. Khóc đẹp. Một cái hồng tây lỗ cánh dơ nha má chị, cánh dơ này đẹp, đây đẹp. Chốt cho em cái này hồng nha, hồng tây lỗ rất đẹp luôn. Chốt cho em cái này hồng, hồng tây lỗ nha má chị. Chắc của nó má chị thấy không, đó chắc rất là sáng, rất là đẹp luôn. Chốt cho em cái này hồng, hồng tây lỗ giúp em. Chốt cho em cái đây hồng nha. Cái đây cô bạc điện này, cô gì chị? Ở cái điện hành lộn. Vậy hả chị cũng như là chị không?
nhiều cái nào này đang ép ép làm nhựa đó, có bị sao cái đó gì nào mẹ ô cái đó thì con cầm một cái áo dạng thun tay thổ cẩm, một cái áo dạng thun tay thổ cẩm nha, lá hay chốt cho em thổ cẩm này 57 cái lại vừa, 55-57 cái lại vừa, chốt cho em thổ cẩm nha, cây nó pha thổ cẩm này, tay pha thổ cẩm nha, đó lá chốt cho em thổ cẩm, chốt cho em nó thổ cẩm nha má chị, thổ cẩm kèm xuống thỏi giúp em. Một cái áo len này mà chị, len không nhỏ, len không nhỏ nha, 47 cái là đặc biệt, 47 cái là đặc biệt, là cái này chốt cho em là số, lấy này chốt cho em số 15 nha má chị, chốt cho em số 15 nha, lấy này chốt cho em số 15 nha, 15 cầm số hỏi giúp em một cái áo phong nhỏ, chắc mềm á chị, len nha, rất đẹp, lấy này chốt cho em số muốn số 15 nha, 15 cầm số hỏi giúp em, 15 cầm số hỏi giúp em, chốt cái này cho em số 15 nha má chị ơi, 15 cho nguyễn so, nguyễn gì, nguyễn so, nguyễn so, nguyễn so là ai? Cho xin thông tin địa chỉ nhé chị ơi. Rồi có số chào xuống thoại. Cái gì em ở An Khê Gia Lai chỗ 203. Chỗ 203 Phi Trần Sâu, chỗ 203, 203 Bù Sĩ Xuân nha chị ơi. Chỗ gần gần chỗ shop Tấn Thông hả? Cẩm Trời dưới 203 Bùi Thị Xuân đó từ dưới nha em. Này cái này được thôi nha má chị, mai hiện má chị mai live tiếp. Đặt cái mai ra lái, ok chị. Nguyễn Xuân mai ra lái em. Mai ra lái. Một cái cá mũ rất đẹp không nhỏ, nên mới cứ loại đẹp, nên mới cứ loại đẹp nha, phong nhỏ có mũ này rất xinh, chốt cho em cái này số 23, chốt cho em cái này số 23, một cái phong nhỏ rất đẹp, chốt cho em cái này số 23 nha, 23 cộng số thoại giúp em, có mũ, có mũ phía sau nha, nên phong nhỏ nên mới cứ loại đẹp đây, số 23 nha, 23 cộng số thoại giúp em, 23 cộng số thoại giúp em, 23 trong miệng so nha. Cái này không mặc vừa, không cô mãn. Chốt sâu rồi nha chị Mỹ Hạnh. Hàng top shop nha mấy chị, hàng top shop nha. Cái này là cái nào đi? Chốt xong rồi. Anh ơi, chốt xong rồi anh ơi. Một cái áo đen, len đen và có hộp chút nó đẹp nha mấy chị, lấy hàng top shop nha. Hàng top shop rất là mắc tiền luôn. Chốt cho em cái này đen nha. Nên mới cứ là đẹp. Nên mới cứ là đẹp, chốt cho em cái này cam và lộn, chốt cho em cái này đen nha. Chốt cho em cái này đen nha má chị, hàng top shop thì rất đẹp luôn, nem mưa cứ là mặt đẹp, nem mưa cứ là mặt đẹp nha, chốt em cái này đen, đen cầm số thoại giúp em, đen cầm số thoại giúp em, cái này rất đẹp luôn má chị, lấp lánh nè, đen cho người son.
một cái vàng. Một cái vàng rất đẹp. Ba cái đường này. Cái len nó rất là mịn luôn, len của nó rất là mịn nha mấy chị, rất là mịn luôn. Chốt cho em cái này là vàng. Vàng cảm số thọ giúp em. Vàng cảm số thọ giúp em. Vàng này cổ tim rất đẹp. Chốt cho em cái này là vàng nha. Vàng cảm số thọ. Nghiền so là ba cái thôi. Nghiền so luôn á. Cái mũ là nghiền so luôn á cô. Chú đấy đá nha. Người ta dặn kêu đừng bao lộn rồi. Người ta thấy người ta dặn kêu đừng bao lộn rồi. Chẳng mai mai cá đâu cô. Chẳng mai nhiều rồi. Chẳng mai 7-8 cái gì. Chắc cỡ 7-8 cái nha chị. Chẳng mai có éo. Còn áo có mũ nữa không cô? Chắc hết rồi chị nghĩ giờ thấy một cái này rất dễ thương. Này mà lái ủ dữ. Này cỡ con mạnh màu đen ra đẹp. Mạnh dũng không? Chị đã lá cái này gửi cho em là số 17 nha. Lá cái này gửi cho em số 7 nha. Ra đẹp lắm chị. Xỉa ta màu đen lắm. Nhũ kim tuyến nó đẹp luôn, mua đi lắm nha mấy chị. Là cái này chốt cho em là số 17. 17 kèm số thọ giúp em. 17 kèm số thọ giúp em. Nhiều so. Này chốt cho em số 17 nha, 17 kèm số thọ giúp em. Dạ mẫu 53kg cây 1m6 nha. Mẫu 53kg cây 1m6. Mẫu 53kg cây 1m6 nha. Ồ đó, áo này rất dễ thương luôn rồi, áo này đẹp mà. Mua lạnh được mấy cái này. Rồi là cái này chốt cho em là số 17 nha. Thôi ngửi nha mấy chị ơi, ngửi nha mai like tiếp. Rồi hẹn mấy chị 12 giờ nha. 12 giờ chưa mai nha mấy chị ơi, 12 giờ chưa mai tiếp tục em like áo lên tiếp cho mấy chị nha.